Thần y trở lại, Ngô Bình. Tập 203. Cậu hét nhẹ, sức mạnh trói buộc đó bị một sức mạnh rất lớn từ trong truyền ra ngoài phá giải. Kinh Vô Trần dùng mình, vẻ mặt không thể tin nổi. Sức mạnh cấm kỳ vô cùng kỳ lạ và mạnh mẽ, cậu đã từng thử với rất nhiều cao thủ. Thậm chí có lần cậu còn ra tay với một tu sĩ đạo cảnh tầng 2, kết quả suýt chút đã giết chết đối. Thủ, cậu đã làm gì để phá được sức mạnh lớn như thế? Sức mạnh này khá thú vị. Ngô Bình nhún vai, nói với Kinh Vô Trần, anh cũng thử chiêu của tôi đi. Cậu vừa dứt lời thì đã đưa tay phải ra tóm lấy anh ta, sức. Mạnh làm thối giữa truyền vào cơ thể Kinh Vô Trần, bắt đầu cướp đi sự sống của anh ta. Kinh Vô Trần giật mình, thi triển toàn bộ sức mạnh cấm kỵ trong cơ thể để chống lại luồng sức mạnh này. Nhưng sức mạnh cấm kỵ của Ngô Bình càng thâm hậu hơn, đẳng cấp cũng cao hơn, khiến anh ta chống trả khá vất vả. Lúc này, Kinh Vô Trần bị bao trùm bởi một luồng khói đen, sự sống trong cơ thể anh ta không ngừng biến mất, mặt anh ta bắt đầu xuất hiện vết nhăn, mắt cũng từ từ trở nên vẫn đục. Đấy là chiêu thức gì? Giáo chủ Thái Hoàng giáo cũng kinh ngạc thốt lên, hỏi ba trưởng lão. Thẩm Huyền Tông nói với vẻ như đã nghĩ ra gì đó, xem ra cậu ấy không uổng công đến cấm địa thượng cổ, cậu ấy đã có được sức mạnh cấm kỵ. Tim Hùng Phi Kinh đập thình thịch, ông ta biết sức mạnh. Cấm kỵ của Kinh Vô Trần, nó được xem như một quân át chủ bài. Nhưng ông ta không thể nào ngờ tới, Ngô Bình cũng có sức mạnh cấm kỵ. Kinh Vô Trần cố xứ rằng co, anh ta đột ngột hét lớn, vung đao Long Phượng rồi chém mạnh về phía Ngô Bình. Đao đó rất mạnh, bộc phát ra sức mạnh mà hắn thật sự đang có. Ngô Bình rút kiếm Thất Tinh Long Uyên ra khỏi vỏ, thời gian này cậu cũng có lĩnh ngộ được một chút kiếm phổ vô thượng, từ đó ngộ ra các chiêu kiếm pháp. Keng! Kiếm quang lóe lên, 33 luồng sức mạnh kỳ diệu không ngừng gây chấn động, Kinh Vô Trần tê tay, đao Long Phụng vút khỏi tay, anh ta vội vã lùi về sau. Ngô Bình đưa tay ra đón lấy đao Long Phụng và cất vào trong túi rồi bình thản nói, anh có nhận thua không? Tôi sẽ không thua, Kinh Vô Trần một lần nữa giận dữ, anh ta cần đứt lưỡi, phun ra một ngụm xương máu, trong màn xương, máy ngưng tụ thành một cái đầu lâu ma quỷ khổng lồ, tóc đỏ, mắt xanh, răng nanh, trên mặt có vô số phù văn méo. Mó, con ma đó vừa xuất hiện thì trời đất liền rú ung động, muôn thú trong rừng đều hoảng hốt, chim bay tán loạn. Không ngờ anh ta lại hiến tế cho yêu quái, mặt giáo chủ Thái Hoàng giáo biến sắc, mắt đằng đằng sát khí. Hùng Phi Kinh cũng giật mình, cậu ta đã luyện tế ma kinh sao? Giáo chủ Thái Hoàng giáo chau mày, anh đã đến thập ma địa sao? Hùng Phi Thiên nói với vẻ mặt rất khó coi, từng đến, nhưng tôi không biết cậu ta luyện tế ma kinh. Sau đó ông ta nhìn giáo chủ Thái Hoàng giáo, trong thỏa thuận của chúng ta không nói không thể dùng ma đạo. Giáo chủ Thái Hoàng giáo thở dài, nói, nếu anh vẫn chưa chịu bỏ cuộc thì cứ tiếp tục xem. Ma vật thò tay từ trong xương máu ra ngoài, xé toạc không gian, để lộ một vết rách tối đen, ma khí cuồn cuộn cùng sát khí kinh người từ bên trong tuôn ra, khiến những người có tu vi thấp đều nôn mửa, một số người còn ngất xỉu. Ngô Bình chau mày, mặc dù cậu không rõ Kinh Vô Trần dùng thủ đoạn gì nhưng cũng biết đấy là một loại tà môn. Cậu thấy ma vật đó sắp xé toạc không gian, bước đến từ một thế giới khác thì lập tức thi triển Thái Hoàng Thất Trương, hai tay. Đan thành thủ ấn, hư không liền xuất hiện một đại ấn với vô số ánh sáng nhiều màu sắc. Trên đại ấn có bốn chữ lớn nghe theo mệnh trời. Ấn này hình thành thì liền có uy áp vô lượng được giải phóng ra, trên đại ấn xuất hiện năm ảo ảnh của các vị vua xưa, uy lực kinh thiên chấn động tám phương, các sinh linh trên trời dưới đất đều quỳ lại đại ấn. Đấy là, Hoàng Thiên Ấn, lúc này, đến cả giáo chủ Thái Hoàng giáo cũng phải thốt lên kinh ngạc, ba trưởng lão thì vui mừng, thì nhau khen hay. Hùng Phi Kinh ngây người, không dám tin mọi thứ mình nhìn thấy trước mặt. Hàng trăm ngàn tia chớp xuất hiện xung quanh đại ấn. Bao phủ ba tầng thiên hỏa, khí thế kinh người khiến đám quái vật sắp lao vào thế giới này cũng nheo mắt, rụt đầu lại. Đây là chiêu thức rất mạnh của Thái Hoàng Thất Trương, tên là Hoàng Thiên Ấn, Ngô Bình cũng phải mượn sức mạnh của bướm ma thái cổ và 30.000 đôi tay ma mới miễn cưỡng thi triển được, nhưng cũng không thể kéo dài quá lâu. Chân áp. Ngô Bình chỉ ngón tay lên không trung, đại ấn trong không trung bỗng rơi vào con quái vật. Đại ấn vẫn còn ở trong không trung thì một tia sát quang rơi xuống. Con quái vật hét lên, cả người nó bị ngọn lửa đốt cháy. Nó muốn chạy thoát nhưng Hoàng Thiên Ấn đã trấn áp nó, chỉ có thể trơ mắt bị đại ấn đó đập xuống. Âm,
Một âm thanh cực lớn vang lên, quái vật bị bẹp dẹp, sức tấn công cực lớn Kinh Vô Trần cũng bị đẩy sang một bên, nôn ra máu. Ngô Bình vung tay lên, đại ấn biến mất. Dưới Hoàng Thiên Ấn xuất hiện một bức tranh, trong tranh có một quái vật mặt xanh hung dữ, đang dồn sức vung hai móng vuốt về phía không trung như thể đang liều mạng vùng vẫy. Ngô Bình cất bức tranh này đi, sau đó nhìn Kinh Vô Trần. Hùng Phi Kinh liên tục biến sắc, ông ta lớn giọng nói, không thể nhận thua. Kinh Vô Trần lại nôn ra máu, lẩm bẩm, tại sao? Rõ ràng tôi có khí vận hỗ trợ, tại sao lại thua cậu ta? Lúc này, một tia sáng tự bản ra trên đầu anh ta, vừa huyền ảo vừa kỳ diệu, sau khi bay lên không trung, ngưng tụ thành một đóa sen vàng, sau đó lơ lửng trong chốc lát rồi rơi xuống chỗ Ngô Bình. Đóa sen vàng rơi xuống trên đầu Ngô Bình rồi bỗng biến mất. Nhưng cậu có thể cảm nhận được có sức mạnh bí ẩn đang tiến vào sâu trong thần hồn mình, tựa như cậu đã thu được vài thứ tốt. Chúc mừng công tử đã được vận khí giới này hỗ trợ, giọng mèo đen vang lên trong đầu cậu. Kinh Vô Trần như đã hiểu chuyện gì vừa xảy ra, anh ta kêu lên thảm thiết, lại nôn ra máu, sau đó hai mắt trợn trắng, ngất xỉu. Hùng Phi Kinh cũng mặt xám như cho, ông ta biết tia khí vận mà Kinh Vô Trần có được từ nhỏ đã bị Ngô Bình lấy mất. Lúc này Ngô Bình vung tay lên lấy đi sức mạnh thối rữa, để cơ thể Kinh Vô Thần không còn bị thối rữa nữa. Nhưng cho dù như thế, cơ thể và thần hồn của anh ta cũng bị tổn thương không thể cứu vãn, cả người trông rất thống khổ. Hùng Phi Kinh vung tay lên tỏ ý thuộc hạ đưa Kinh Vô Trần xuống. Giáo chủ Thái Hoàng giáo lạnh nhạt nói, sư đệ, còn thi đấu nữa không? Đương nhiên là tiếp tục rồi. Hùng Phi Kinh trầm giọng nói, còn hai trận nữa, bọn tôi chưa chắc sẽ thua. Giáo chủ Thái Hoàng giáo, được, vậy tiếp tục. Bên cạnh Hùng Phi Kinh còn có một thiếu niên đang rót rượu cho ông ta, dáng vẻ giản dị, ăn mặc cũng rất bình thường, không có gì đặc biệt. Lúc này cậu ta để bình rượu xuống, sải bước đi đến vị trí chính giữa, sau đó chắp tay với Ngô Bình, Diệp Uy Thánh, mời. Nhìn thấy Diệp Uy Thánh xuất hiện, vẻ mặt Hùng Phi Kinh lại trở nên tự tin, bình tĩnh nói, sư huynh, cậu ấy tên là Diệp Uy Thánh, hôm qua vừa mới xuất quan. Tôi thu nhận Kinh Vô Trần một năm rưỡi mới thu nhận cậu ấy làm đệ tử. Tư chất của Diệp Uy Thánh cao hơn Kinh Vô Trần, cho nên mấy năm nay Kinh Vô Trần vẫn luôn làm đá mài của Diệp Uy Thánh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Giáo chủ Thái Hoàng giáo cũng khá ngạc nhiên, hóa ra Diệp Uy Thánh mới là vương bài trong tay chú. Sư đệ, kế của chú rất thâm. Hùng Phi Kinh đắc ý nói, nếu không chuẩn bị nhiều một chút, sao tôi có thể đấu lại sư huynh được chứ? Chú chắc là cậu ta có thể đánh bại Ngô Bình à, giáo chủ Thái Hoàng giáo cười ẩn ý nhìn ông ta. Hùng Phi Kinh nở nụ cười bí ẩn, nói, hôm qua Diệp Uy Thánh đã được kỵ bạch mà có quyền cao nhất tiên giới chúc phúc, hôm nay cậu ấy sẽ không thất bại. Nghe thế, giáo chủ Thái Hoàng giáo sầm mặt, chú gian lận. Hùng Phi Kinh vô cùng đắc ý, không hề dối trá. Sư huynh, hai trận còn lại, anh thua chắc rồi. Thẩm Huyền Tông, không vội, cứ xem đi đã, ông ta rất có lòng tin vào Ngô Bình. Hùng Phi Kinh, ông Thẩm, tôi biết cậu ta là đệ tử của ông, nhưng chúc phúc của kỵ bạch sẽ không thay đổi. Ngô Bình cũng nghe được đoạn nói chuyện của đối phương, cậu Thẩm nói Hùng Phi Kinh này vì thằng lợi mà tính đủ mưu kế. Thực lực của Diệp Uy Thánh vốn dĩ đã hơn Kinh Vô Trần, bây giờ có được chúc phúc của kỵ bạch thì phần thắng sẽ cao hơn. Sư tôn, kỵ bạch là gì thế? Một sinh vật ngoài hành tinh, không biết dùng cách gì mà dung hợp vào ý chí của chân hoàng tiên giới. Trận chiến này, còn phải tự bảo vệ mình, nếu có thua cũng được, chẳng có gì o tát cả, Thẩm Huyền Tông truyền âm nói. Lúc này, Diệp Uy Thánh bỗng tiến lên một bước, đấm một quyền vào ngực. Đòn tấn công có vẻ bình thường nhưng ẩn chứa uy lực cực lớn. Trước khi cú đấm giáng xuống, Ngô Bình cảm giác như có 3.000 quyền ấn nổ tung cách mình ba thước, đồng loạt đều bắn phá về phía cậu. 3.000 quyền, cậu ta tu được rồi, tất cả đệ tử chân Hoàng Tông đều ngạc nhiên thốt lên. 3.000 quyền là một tuyệt học của võ đạo. Hùng Phi Kinh đã có được nó từ lâu, cũng bảo đệ tử tông môn tu luyện. Chỉ là mấy trăm năm nay chưa từng có ai thành công, người giỏi nhất trong đó cũng chỉ tu luyện được 320 quyền. Nhưng Diệp Uy Thánh lại làm được, tu 3.000 quyền toàn vẹn, đạt đến cảnh giới một quyền 3.000. Cảm nhận được sự đáng sợ của 3.000 quyền này. Sức mạnh cấm kỵ trong pháp khiếu của Ngô Bình chấn động. Cả đỉnh núi đều tĩnh lặng, thời gian trôi ngược về mấy ngày trước. Lúc này,
Diệp Uy Thánh vẫn đang bế quan tu luyện, ký ức và trạng thái của cậu ta lập tức quay trở lại thời điểm đó. Lúc này là 3 ngày trước, cậu ta vẫn chưa có được chúc phúc, cũng chưa đột phá cảnh giới. Ngô Bình đánh một đấm vào ngực Diệp Uy Thánh, sau đó nghe được tiếng răng rắc, ngực Diệp Uy Thánh lõm vào trong, 7-8 cái xương gấy, bay đi mấy mét. Ngô Bình hạ gục Diệp Uy Thánh chỉ với một đòn tấn công, sau đó thời gian lại quay lại như cũ, Diệp Uy Thánh vẫn đứng ở chỗ đó, nhưng ngay sau đó ngực cậu ta bỗng lõm xuống, phun ra một ngụm máu. Người đứng bên ngoài không cảm nhận được thời gian bị đảo ngược, chỉ nhìn thấy Diệp Uy Thánh vừa đấm một cú thì ngực cậu ta bỗng lõm xuống, sau đó nôn ra máu và bị thương nặng, chuyện gì thế này? Uy Thánh, Hùng Phi kinh ngạc nhiên, vội chạy đến đỡ Diệp Uy Thánh. Diệp Uy Thánh mê mang nói, sư tôn, tại sao lại thua rồi? Rõ ràng con đã tấn công rồi nhưng đột nhiên lại bị thương nặng, cậu ta đã làm gì con? Hùng Phi kinh nhìn Ngô Bình, cậu mỉm cười, chắp tay lại rồi quay về bên cạnh sư tôn. Giáo chủ Thái Hoàng giáo nói, sư đệ, 3 trận thách đấu hôm nay, chú đã thua 2 trận, trận sau đó đã không cần thiết nữa rồi. Hùng Phi kinh ôm lấy Diệp Uy Thánh, nhìn chăm chăm giáo chủ Thái Hoàng giáo nói, tôi nhận thua. Nói rồi ông ta bay lên không trung, dẫn theo thuộc hạ quay về Chân Hoàng Tông. Người của Chân Hoàng Tông lần lượt rời đi, sau khi mọi người rời đi, các đệ tử của Thái Hoàng giáo ở đó đều vui mừng hoan hô, có đệ tử nữ ngượng ngùng mang hoa đến tặng cho. Ngô Bình rồi đỏ mặt rời đi. Một lúc sau, bên cạnh Ngô Bình chất đầy hoa và quà. Mấy người Thẩm Huyền Tông nhìn nhau cười, nhanh chóng rời đi để đi dự tiệc mừng với các nhân vật tầm cỡ như giáo chủ Thái Hoàng giáo. Thấy các đệ tử nữ ngày càng nhiều, Ngô Bình vội gọi mấy người Tử Hy đến giúp cậu chặn người lại, sau đó chạy khỏi đó. Đã đến đây được một thời gian, cậu vẫn luôn muốn gặp Diệp Ngưng Băng, nhưng cô ta lại đang bế quan. Tính thời gian thì hôm nay cô ta sẽ xuất quan, cậu bèn lập tức bay đến nơi Diệp Ngưng Băng bế quan. Lần trước, để giúp Diệp Ngưng Băng tránh khỏi báo thù, cậu đã giới thiệu cô ta với Kiếm Các, trở thành một đệ tử chân truyền. Kể từ đó, Diệp Ngưng Băng luôn cố gắng tu luyện, cô ta hiểu chỉ có sức mạnh mới có khả năng đánh lại kẻ thù. Thái Hoàng giáo không thể lúc nào cũng bảo vệ cho cô ta được. Trong một ngôi nhà cổ trên đỉnh Ngũ Liên, cánh cửa cổ mở ra, Diệp Ngưng Băng bước ra. Cô ta đã thu được rất nhiều trong lần bế quan tu luyện 1,5 tháng này, cô ta không chỉ nâng cao cảnh giới mà còn tu luyện được 2 kỹ năng giết địch của Thái Hoàng giáo. Từ trong bóng tối đi đến nơi sáng, cô ta hơi nheo mắt lại. Sau đó cô ta nhìn thấy một người đàn ông anh dũng đang đứng dưới ánh mặt trời, mỉm cười nhìn cô ta. Diệp Ngưng Băng trợn to mắt ngạc nhiên nói, Ngô Bình. Ngô Bình, biết em sắp xuất quan nên anh đã đợi ở đây sắp nửa tiếng rồi. Diệp Ngưng Băng cười nói, em còn tưởng anh quên em luôn rồi. Ngô Bình, sao có thể, em là sư muội được anh dẫn dắt vào tông môn mà. Diệp Ngưng Băng giật mình, Ngô Bình đã nói chuyện Chân Hoàng Tông thách đấu. Diệp Ngưng Băng nói, lợi hại, liên tiếp đánh bại 2 cao thủ, có anh ở đây, Chân Hoàng Tông sẽ không bao giờ dám đến cửa thách đấu nữa. Ngô Bình, Ngưng Băng, dạo này bên kẻ thù của em có tin tức gì không? Đôi mắt Diệp Ngưng Băng lóe lên sát ý, cô ta nói, họ biết em gia nhập Thái Hoàng giáo nên mới nhờ người nhắn lại cho em, nói họ có thể quên đi quá khứ, từ nay nước sông không phạm nước giếng. Em tin lời họ nói à? Ngô Bình hỏi. Diệp Ngưng Băng cười nhạo, dĩ nhiên là em không. In, sau này chúng chắc chắn sẽ không trắng trợn công kích em. Nhưng chỉ cần có cơ hội, chúng vẫn sẽ tiêu diệt. Ngô Bình gật đầu, anh đến thế tục một chuyến với em. Diệp Ngưng Băng sửng sốt, ý sư huynh là. Ngô Bình, bắt cá, bắt được người muốn đối phó với em ra, sau đó giải quyết một lần, như thế mới có thể ung dung suốt đời. Diệp Ngưng Băng hơi khó hiểu, sư huynh. Thực lực của họ không hề yếu. Ngô Bình, yên tâm đi, chúng ta có người trợ giúp. Sau đó cậu nói, anh Ngưu. Bóng dáng Thanh Ngưu bỗng xuất hiện cách đó không xa, anh ta gật đầu, công tử có việc gì cần chỉ nói. Diệp Ngưng Băng nhìn Thanh Ngưu, không thể nhìn thấu được tu vi của anh ta. Ngô Bình, thực lực của anh Ngưu không thua kém gì sư tôn của anh. Diệp Ngưng Băng kinh ngạc, thực lực không thua kém gì Kiếm Đạo Chí Tôn, anh ta là ai? Hai người bàn bạc kế hoạch, nói với mọi người một tiếng rồi quay trở lại thế tục thông qua trận pháp dịch chuyển. Lần này ra ngoài sắp được 1 tháng rồi, Ngô Bình cũng không yên tâm trong nhà, cũng cần kịp thời chạy về. Họ về đến Trung Châu trước,
Diệp Ngưng Băng cũng tạm thời vào biệt thự Hoàng Long. Về đến nhà, Ngô Bình mới nhận ra Mộc Băng Thiền cũng đang ở Trung Châu, mấy ngày nay đều ở cùng Hàn Băng Nghiên, hai người đã trở thành bạn tốt, chuyện gì cũng tâm sự với nhau từ lâu. Ngô Bình đang nghĩ dẫn Diệp Ngưng Băng và Mộc Băng Thiền đi dạo quanh các điểm tham quan ở Trung Châu nhưng lại có người đến thăm. Người đến là người quen, trưởng lão Minh Duệ ở Thiên Trần Giáo. Ngô Bình rất khách sáo mời đối phương vào nhà, bảo người pha trà ngon nhất để tiếp đãi, cười nói, trưởng lão Minh, ngọn gió nào đưa ông đến đây? Minh Duệ còn khách sáo hơn lần trước, ông ta nói, ậu Ngô, tôi đã nghe nói về chuyện cậu ở Thái Hoàng Giáo, nghe nói một mình cậu có thể trấn áp được hai vị cao thủ của Chân Hoàng Tông, còn hấp thụ một tia vận khí của Chân Hoàng Tiên Giới, đúng là lợi hại, tôi quả thật rất khâm phục. Ngô Bình, không đáng nhắc đến. Nói chuyện vài câu, Minh Duệ cười nói, cậu Ngô, trước đó tôi đã nói bảo một trong bốn người đẹp mà tôi dạy Nguyệt Thành Thanh Anh đến gặp cậu, nhưng nó vẫn luôn bế quan, mãi đến gần đây mới xuất quan. Tôi đã sắp xếp cho nó tối nay đến biệt thự Hoàng Long. Sở dĩ Ngô Bình muốn gặp người phụ nữ này chỉ là vì cô ta là một người xinh đẹp trong danh sách mỹ nữ, nếu không như vậy thì cậu cũng sẽ không đưa ra yêu cầu đó. Nhưng bảo người khác đến tận nhà, cậu cảm thấy hơi bất lịch sự, nghĩ một lúc rồi nói, vẫn nên hẹn một chỗ khác đi, hơn nữa không nhất thiết phải ở Trung Châu. Minh Duệ cười nói, đều được, lát nữa tôi sẽ bảo lại với nó. Nói thêm vài câu, Minh Duệ đứng dậy tạm biệt. Ra khỏi biệt thự Hoàng Long, một bóng người xuất hiện bên cạnh ông ta, đi theo ông ta, bóng người nói, trưởng lão, tôi nghe nói Lâm Tôn đã thích Nguyệt Thành Thanh Anh, nếu chúng ta làm thế, có phải sẽ gây ra xung đột giữa hai bên không? Minh Duệ bình tĩnh nói, xảy ra xung đột thì sao? Nếu Ngô Bình không thể trấn áp Lâm Tôn thì không đáng để chúng ta đâm đầu vào, mà Lâm Tôn cũng có thể rèn luyện được. Nếu cậu ta có thể trấn áp Lâm Tôn, chứng tỏ là sự đầu tư của chúng ta đáng giá. Hơn nữa, cuối cùng chúng ta vẫn phải xem Nguyệt Thành Thanh Anh lựa chọn thế nào. Bóng người, mắt nhìn của Nguyệt Thành Thanh Anh cực kỳ cao, không biết cô ta có ghét bỏ sự sắp xếp của trưởng lão không? Minh Duệ, Nguyệt Thành Thanh Anh là người thông minh, nó sẽ đưa ra lựa chọn đúng đắn. Sau khi tiễn Minh Duệ đi, Ngô Bình đi đến chỗ nơi bố mẹ cậu ở, gần đây hai người thường xuyên ra ngoài chơi, mấy ngày nay hiếm khi ở nhà. Nhìn thấy Ngô Bình, Ngô Đại Hưng vội nói, Tiểu Bình, con đến đúng lúc lắm. Ngô Cường gọi điện đến nói tối nay có bữa tiệc gia đình. Chúng ta đã lâu không về bên đó, đang bàn bạc xem có nên đi hay không. Ngô Bình cảm thấy kỳ lạ. Kể từ lần trước bố con Ngô Soái đến nhà gây chuyện, cậu ra tay dạy cho Ngô Soái một bài học, gia đình này đã trở nên thành thật hơn rất nhiều, không dám đến gây rắc rối nữa. Tiệc gia đình, họ muốn làm gì? Ngô Bình lập tức cảm thấy tiệc gia đình này không đơn giản. Ngô Đại Hưng lắc đầu, trên điện thoại cũng không nói nhiều, chỉ nhắc một câu đến việc tôi muốn rời mộ của ông nội con đi, nhưng theo sự hiểu biết của bố về nó, chắc chắn bây giờ nó đã chiếm thế thượng phong. Bảo chúng ta về chỉ để khoe khoang thôi. Ngô Bình bật cười, người ăn không ngồi rồi như Ngô Cường có thể làm được cái gì ạ? Ngô Đại Hưng, ai biết, tóm lại bố cảm thấy nó nói chuyện rất tự tin. Ngô Bình bỗng cảm thấy hứng thú, vậy chúng ta về xem sao, con cũng muốn biết hai bố con này muốn dở trò gì. Hơn nữa rời mộ là chuyện lớn, bố là con trai cả, chuyện này nhất định phải do bố quyết định, không đến lượt Ngô Cường ra mặt. Ngô Đại Hưng cũng nghĩ như vậy, nhớ lại tuổi thơ của mình, mặc dù cha rất nghiêm khắc với ông ấy, nhưng dưới sự nghiêm khắc là tình yêu của một người cha. Nhưng cha ông mất sớm, từ nhỏ ông đã mất đi tình yêu của cha. Hơn nữa, gần đây còn là lễ Trung Nguyên, ông ấy cũng muốn đến mộ của cha để thắp một nén hương. Cả nhà bàn bạc xong, quyết định tham gia bữa tiệc gia đình này. Một phần của làng thành Trung nhà họ Ngô ở đã bị phá bỏ, nhưng vẫn còn một phần sân kiểu cổ. Bây giờ có không ít người già sống trong này. Lúc này trong một căn nhà trong làng thành Trung, Ngô Cường đang long trọng tiếp đón một vị khách quý. Trong đại sảnh, bố con Ngô Soái và Ngô Cường ngồi ở phía dưới, bên cạnh có mấy anh em họ Ngô. Bên cạnh Ngô Soái còn có một người ông thanh niên trẻ tuổi, ánh mắt đầy vẻ kiêu ngạo, lúc nhìn mọi người trong bàn, ánh mắt anh ta không giấu được sự khinh thường. Ngô Soái nịnh nọt nói, sư huynh, ở đây không có gì tốt có thể chiêu đãi anh. Tôi đã mời đầu bếp giỏi nhất ở đây chuẩn bị những món ăn này, anh có thể nếm thử xem. Chàng thanh niên bề ngoài như đầu trâu mặt ngựa, cầm để râu, ừ một tiếng rồi nói, Ngô Soái, được tôi dẫn dắt giới thiệu,
bây giờ cậu đã là đệ tử ký danh của Huyết Đao Tông, đừng xem thường Huyết Đao Tông, vừa công bố thân phận này của cậu thì chủ tịch thành phố của cũng phải cung kính với cậu ấy chứ. Dù sao, chúng tôi cũng là hậu duệ của tiên môn, người phàm đó nhìn thấy chúng tôi thì phải cẩn thận, cố gắng lấy lòng bọn tôi. Thế nên sau này Ngô Soái cậu là nhân vật tầm cỡ ở thành phố Trung Châu này, đừng đánh giá thấp bản thân. Ngô Soái vội gật đầu, đúng, đúng rồi, Ôn sư huynh, sau này tiểu đệ nhờ cả vào huynh đấy. Anh ta rót rượu cho người đàn ông uống cạn một hơi, nói, trước đây cậu nói với tôi, ông anh họ con nhà bác cậu rất ngông cuồng, còn từng đánh cậu hả? Nhắc đến Ngô Bình, Ngô Soái liền nói với vẻ mặt căm hận, đúng thế, anh ta rất ngông cuồng, nghĩ rằng mình biết chút quyền cước, có chút tiền thì đè đầu cưỡi cổ cả nhà tôi. Sư huynh, lát nữa anh ta cũng sẽ qua đây, tôi sẽ cho anh ta biết cái gì mới là người giỏi còn có người giỏi hơn. Thanh niên đó tên Ôn Nại Lương, anh ta cười he he, chuyện nhỏ, nếu lát nữa cậu ta đến, sư huynh sẽ chống lưng cho cậu. Khi trước cậu ta đánh cậu thế nào thì cậu cứ đánh lại gấp 10 lần. Ngô Soái vui mừng, cảm ơn sư huynh. Lúc này, rất nhiều người có mặt mũi của tộc Ngô Thị trong thôn đã nối đuôi nhau đến nhà Ngô Cường. Họ được Ngô Cường mời đến để chứng kiến thời khắc vinh quang khi con trai Ngô Soái trở thành đệ tử tiên gia. Bây giờ anh ta đã không còn xem Ngô Bình ra gì nữa, một tên nhóc với chút tiền lẻ có gì hay ho đâu, có thể bì được. Với tiên gia sao? Lúc này Ngô Cường đứng trong nhà, lòng đầy kiêu ngạo, giọng điệu tự hào, cảm thấy xóm giềng ai cũng nhìn mình bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ và sùng bái. Ông ta nhiệt tình lấy ra bao thuốc lá giá 200 tệ mời mọi người. Bỗng dưng có một chiếc xe dừng bên ngoài cửa, tài xế mở cửa để Ngô Bình và bố mẹ bước xuống xe. Bà con xóm giềng nhìn thấy Ngô Bình thì mắt ai nấy cũng sáng lên, mấy bác trung niên lập tức bước qua, nhiệt tình chào hỏi Ngô Đại Hưng. Suy nghĩ của người bình thường rất đơn giản, cứ ai có tiền thì sẽ có thế, sẽ đáng để họ kết bạn, rút ngắn quan hệ. Tên tuổi của Ngô Đại Hưng đã sớm vang danh khắp thôn cũng như những vùng lân cận, nắm trong tay công ty taxi lớn nhất, mỗi năm kiếm được mấy trăm triệu. Thậm chí là mấy tỷ, ông chủ lớn như thế đáng tin hơn nhiều so với đệ tử tiên gia gì gì đó, dù sao thì tiên gia có giàu hơn được Ngô Đại Hưng không? Ngô Đại Hưng cười, chào hỏi mọi người, Ngô Bình đi phía sau. Cậu không quen biết những người này nên chỉ có thể gật đầu chào, Ngô Đại Hưng bảo cậu chào gì thì cậu chào nấy. Sau một hồi chào chú, chào bác, chào ông, cuối cùng họ cũng vào nhà. Lúc này mặt trời vẫn chưa lặn, nắng chiếu lên mặt Ngô Cường. Trông ông ta có vẻ rất khó chịu, hôm nay anh ta mới là nhân vật chính, Ngô Đại Hưng có tư cách gì mà nhận được sự kính trọng của mọi người, ông ta xứng sao? Khặc khặc, ông ta tăng hăng một tiếng lớn, cố tình tỏ vẻ như lúc này mới nhìn thấy Ngô Đại Hưng, ngẩng cao đầu bước qua, anh cả đến rồi, ngồi bên ngoài trước đã, bên trong có khách quý, thân phận của anh và Ngô Bình không thích hợp vào ngồi chung với khách. Ngô Bình thấy trong sân có đặt 3 chiếc bàn, rất nhiều hàng xóm ngồi ở đó. Trên bàn bày rất nhiều trái cây, điểm tâm, trà và thuốc lá. Ngô Bình nói, chú hai, tiệc hôm nay lớn thật đấy, mời cả thôn đến ăn tiệc luôn sao? Ngô Cường nói, Ngô Bình, chắc con vẫn chưa biết, bây giờ Ngô Soái đã là đệ tử tiên gia, bà con hàng xóm đều đến chúc mừng đấy. Ngô Bình hơi bất ngờ, cậu biết Ngô Soái không có tư chất gì, dù miễn cưỡng tu luyện thì cũng chỉ làm lính, không có tiền đồ gì. Vậy sao, vậy xin chúc mừng. Cậu nói, Ngô Cường thấy Ngô Bình phản ứng bình thường, không có chút kích động thì rất thất vọng, không đúng, chẳng phải tên nhóc này nên rất bất ngờ, rất ngưỡng mộ mới đúng sao? Tại sao cậu ta lại chẳng có phản ứng gì thế kia? Lẽ nào cậu ta không hiểu gì về địa vị của người tu tiên sao? Ông ta đang định giải thích với Ngô Bình thì xe của Ngô Bình đến, bà ấy và chồng đi cùng với em họ Trương Bân. Trương Bân nhìn quanh. Chào hỏi mấy người Ngô Đại Hưng xong thì cười he he đến bên cạnh Ngô Bình, nói anh Bình, có chuyện gì thế, mở tiệc lớn dữ vậy. Ngô Bình, Ngô Soái được vào tông môn, đang làm tiệc chúc mừng. Trương Bân ngây ra, tông môn là gì? Ngô Cường hứ một tiếng, tiểu Bân, con đừng nên học võ thì hơn, tông môn là truyền thừa của tiên gia, bên dòng toàn là tiên nhân. Tiên nhân đi mây về gió, chỉ đá hóa vàng, không gì là không làm được. Trương Bân th một tiếng, anh ta thật sự không biết nhiều về lĩnh vực này, cũng không có hứng thú tìm hiểu, anh ta lập tức hỏi Ngô Bình, anh Bình, gần đây có một trò chơi rất hot, anh đã chơi chưa? Vậy sao, trò gì thế,
hai người họ tìm được chủ đề chung thì lập tức dạt qua một bên nói chuyện. Ngô Cường rất bất lực, ông ta muốn ra vẻ nhưng ngặt nỗi người ta lại không cảm nhận được thứ mà ông A đang tự hào, vậy thì khó xử rồi. Ngô Cường không cho hai nhà vào nhà ngồi, cập nhà cô cậu chỉ có thể ngồi ở bên ngoài. Cô cậu còn mang đến rất nhiều quà, nhưng Ngô Cường lại không thèm nhìn đến, chỉ tùy tiện chỉ vào khoảng không bên cạnh và nói, đặt đó đi. Trương Bảo Tùng là con rể nhà họ Ngô, thấy cảnh đó thì cảm thấy hơi mất mặt, ngồi một mình trong góc hút thuốc, cô cậu liền vội qua khuyên bảo. Ngô Bình nói chuyện phiếm với Trương Bân một lúc thì biết hiện giờ anh ta vẫn chưa đi làm, đã có bạn gái và bạn gái cũng đã sống ở nhà anh ta, ngày nào cũng chơi điện tử với nhau, hôm nào tâm trạng tốt thì đến quán giúp đỡ. Ngô Bình không thấy cách làm của Trương Bân có gì không thỏa đáng, dù sao thì nhờ có sự giúp đỡ của anh A, việc làm ăn của quán rất đắt, đương nhiên Trương Bân cũng sẽ không thiếu tiền tiêu. Hơn nữa, dăm ba ngày bố Trương Bân lại chuyển tiền cho anh ta, còn cho anh ta hai căn nhà, hai chiếc siêu xe. Như chiếc xe đang đậu bên ngoài kia cũng đáng giá 1.800.000 tệ. Lúc này, Ngô Soái ở trong nhà đã nghe thấy tiếng Ngô Bình nhưng lại cố tình không ra ngoài. Đợi một lát sau mới đứng dậy và đi ra. Anh ta đứng ở cửa, hướng về phía Ngô Bình khi cậu đang đứng nói chuyện với Trương Bân, gọi, Ngô Bình. Ngô Bình ngẩng đầu, nhìn về phía Ngô Soái, khó chịu hỏi, có chuyện gì thì nói đi. Ngô Soái giận dữ, anh dám nói chuyện kiểu đó với ôi sao? Có biết thân phận bây giờ của tôi sao? Ngô Bình buồn cười, hỏi, vậy cậu có thân phận gì? Ngô Soái tự hào, nói, đệ tử Huyết Đao Tông. Huyết Đao Tông, Ngô Bình không có ấn tượng nên hỏi, chưa từng nghe qua. Huyết Đao Tông ở tiên giới nào? Là tông môn hạng mấy? Anh cũng biết đôi chút đấy. Lúc này, lại có một người từ trong nhà bước ra, dáng vẻ không đàng hoàng, đấy là Ôn Nại Lương, một đệ tử chân truyền của Huyết Đao Môn. Ngô Bình có cửu cung thiên cơ đồ, người khác không nhìn ra được tu vi của cậu, nhìn qua chỉ nghĩ cậu là một người bình thường, không có tu vi gì hết. Ôn Nại Lương nói, Huyết Đao Tông là tông môn hạng 2. Ngô Bình, tôi còn tưởng là môn phái lớn nào ghê gớm lắm, thì ra là một tông môn nhị phẩm còn con. Nếu tôi đoán không sai thì chắc cậu chỉ là một đệ tử chạy vặt bình thường thôi đúng không? Ngô Soái tức anh ếch, anh nói vớ vẩn gì thế? Tôi không phải đệ tử chạy vặt bình thường đâu nhé, tôi là đệ tử ký danh đớ. Ngô Bình gật đầu, thì ra là đệ tử ký danh, cũng chỉ là nhờ quan hệ thôi, đến cả tài nguyên của tông môn cũng khó có được. Đừng nói gì đến tu luyện. Tôi nói cậu nghe Ngô Soái, chắc không phải cậu đã bị người trước mặt này lừa rồi đấy chứ. Tim Ngô Soái đập mạnh, đúng là vì thân phận đệ tử ký danh này, anh ta đã cho Ôn Nại Lương không ít lợi ích, thậm chí còn dâng cả bảo vật có được nhiều năm trước cho anh ta. Ôn Nại Lương nghe Ngô Bình nói như thế thì mặt sầm xuống, nói, người phàm vô tri, cậu thì hiểu cái gì, dám ở đây nói vớ vẩn, khơi chuyện thị phi. Anh ta rất tức giận. Đưa tay chỉ về phía Ngô Bình, mặt đất liền xuất hiện một chiếc bóng, chạy về phía lòng bàn chân Ngô Bình. Đấy là một loại bí thuật, tên là xuyên tâm thích, có thể biến bí lực thành vũ khí, xuyên qua lòng bàn chân, tiến thẳng đến tim và giết chết đối thủ. Ngô Bình thấy đối phương ra tay là muốn giết người ngay thì bình thản nói với ánh mắt lạnh lùng, nếu anh đã muốn chết thì tôi sẽ cho anh được toại nguyện. Pháp lực dưới chân cậu chấn động, gai nhọn đó lập tức nát vụn, cùng lúc đó. Cậu tóm vào hư không thì cổ của Ôn Nại Lương liền bị một sức mạnh lớn tóm lấy, người cứ như một con chim non, bị nhấc lên không. Trung, lúc này, khí tức bộc phát khắp người Ngô Bình, khí ức đáng sợ đó khiến Ôn Nại Lương run lên cầm cập, mặt mày trắng bệch, anh ta run rẩy nói, anh. Sốt cuộc, anh là ai, sao lại mạnh đến thế? Ngô Bình lạnh lùng nói, cho anh được chết một cách rõ ràng, tôi là Ngô Bình, đệ tử nòng cốt của Thái Hoàng Giáo. Thái Hoàng Giáo, đệ tử nòng cốt, Ôn Nại Lương sợ thót tim, hét lên thất thanh, nói cậu Ngô tha tội, xin hãy cho tôi một cơ hội, tôi có lời muốn nói. Ôn Nại Lương thấy mặt Ngô Bình đang đăng sát khí, muốn lấy mạng anh ta ngay thì liền hét lớn, hy vọng có thể đấu tranh giành được cơ hội sống. Tất cả mọi người đều ngây ra, bà con hàng xóm đều khiếp sợ bởi khí tức của Ngô Bình, ai nấy đều ngồi bệt dưới đất. Ánh mắt Ngô Cường đờ đẫn, ông ta ngã trên bậc thang. Ngẩn ngơ nhìn Ngô Bình rồi lẩm bẩm, không thể nào, không thể nào. Ngô Soái tái mặt, cả người run lên, không ngờ Ngô Bình lại là đệ tử của giáo phái lớn, còn là đệ tử nòng cốt nữa, chuyện này là thật sao? Sau khi tiếp xúc với Ôn Nại Lương,
anh ta cũng đại khái biết được một số tình hình ở tiên giới. Đối với tông môn nhất phẩm mà nói thì tông môn nhị phẩm chỉ là thế lực nhỏ, có thể bị tông môn nhất phẩm tiêu diệt dễ dàng. Còn đối với đại giáo thì tông môn nhất phẩm càng nhỏ bé hơn, thậm chí một số nhánh của đại giáo còn có khả năng chống lại tông môn nhất phẩm nữa. Huống hồ gì cậu còn là đệ tử nòng cốt, một đại giáo chỉ có mấy đệ tử nòng cốt thôi, sau này họ không phải là cố vấn thì cũng là giáo chủ, tiền đồ rộng mở. Ngô Soái liền thấy mình sai, anh ta vốn không hiểu gì về Ngô Bình, từ trước đến nay thái độ của bố con họ với người nhà Ngô Bình đã sai lại càng sai. Thậm chí anh ta còn nghĩ đến việc, nếu lúc đầu bố anh ta có thể giữ quan hệ tốt với bác cả thì chẳng phải việc anh ta muốn vào đại giáo chỉ nằm ở một câu nói của Ngô Bình thôi sao. Anh ta nghĩ đến đây thì vô cùng hối hận, mắt đỏ ửng, anh ta mở miệng muốn nói gì đó nhưng lại khiếp sợ trước khí thế của Ngô Bình, chỉ lắp bắp, nói không nên lời. Ngô Bình ngoắc tay, Ôn Nại Lương liền bay đến cách cậu nửa mét, cậu nhìn chằm chằm vào đối phương bằng ánh mắt lạnh lùng, cho anh một phút. Ôn Nại Lương liền nói, cậu Ngô, sở dĩ tôi đến đây, sở dĩ tôi muốn qua lại với người thấp kém như Ngô Soái là vì muốn tìm kiếm manh mối của một báu vật quan trọng. Ngô Bình liền phất tay, ngay lập tức, những lời mà Ôn Nại Lương nói chỉ có cậu có thể nghe thấy, những người khác chỉ có thể nhìn thấy khẩu hình miệng nhưng không nghe được gì. Báu vật quan trọng gì? Ngô Bình hỏi với vẻ mặt không cảm xúc. Ôn Nại Lương nói, thần cơ. Năm xưa một cao thủ tự xưng là thần cơ tử đã tạo ra một vật cực kỳ quý giá. Nghe nói vì muốn theo đuổi đại đạo vô thượng, thần cơ tử đã dung nạp thần hồn của mình vào sát trận, cuối cùng tạo ra thần cơ cực quý. Tương truyền thần cơ có sinh mệnh, có thể tự tiến hóa, uy lực đủ để giết chết cao thủ đạo cảnh dưới tầng 7. Ngô Bình, thứ quan trọng như thế thì chắc không có nhiều người biết đâu đúng không? Ôn Nại Lương liền nói, công tử, chuyện này chỉ có tôi biết, vì mẹ tôi chính là hậu nhân đời thứ 100 mấy của vị thần cơ tử đó. Mẹ tôi đã xem được từ một quyển sổ ghi chép gia truyền, quyển sổ đó là do thần cơ tử để lại. Tôi không nói chuyện này cho bất cứ ai biết, kể cả bố tôi. Vậy tại sao anh lại tìm Ngô Soái? Đấy là điểm mà Ngô Bình thắc mắc. Ôn Nại Lương, trên sổ có ghi nơi thần cơ tử học đạo nằm ở gần đây. Hôm đó tôi đi tìm manh mối thì vừa hay gặp phải Ngô Soái, tôi thấy anh ta rất muốn theo. Con đường tiên đạo nên muốn mượn sức của người địa phương như anh ta để giúp tôi tìm kiếm. Vì muốn anh ta tình nguyện làm việc cho tôi đã hứa cho anh ta thân phận đệ tử ký danh. Ôn Nại Lương nói đến đây thì cười mếu, tôi nào có ngờ Ngô Soái lại có một ông anh họ là nhân vật lớn như anh đây. Anh đã tìm thấy manh mối chưa? Ôn Nại Lương liền nói. Anh ta biết nếu như nói không tìm thấy thì có khả năng Ngô Bình sẽ giết chết anh ta ngay, anh ta buộc phải chứng minh mình có giá trị. Tìm được một ít. Nói đi. Ôn Nại Lương, thông qua việc nghiên cứu sách cổ, tôi đã phát hiện trên ngọn núi đất phía đông thôn, từng có một ngôi miếu cổ, nhưng hơn 1000 năm trước đã bị chiến tranh phá hủy. Tôi bước đầu suy đoán thần cơ, tử đã luyện thành bảo vật thần cơ trong ngôi miếu đó. Ngô Bình nói với mọi người đang ngơ ngác, thưa bà con hàng xóm. Xin lỗi, tôi phải xử lý chút rắc rối, mời mọi người tiếp tục. Cậu nói xong thì tóm lấy Ôn Nại Lương ra khỏi cửa. Lúc mọi người hiểu ra, chạy ra xem thử thì đã không còn thấy bóng dáng Ngô Bình đâu nữa. Phía đông thôn có một con sông rất rộng, giữa hai nhánh sông có một ngọn núi đất rộng mấy chục mẫu, tên là núi Thần Công. Trên núi Thần Công vốn dĩ có một ngôi miếu cổ, tên là miếu Thần Công, chỉ là 1000 năm trước đã bị chiến tranh tàn phá, chỉ còn lại di tích. Lúc này, Ngô Bình dắt theo Ôn Nại Lương cùng đáp. Xuống ngọn núi đất, ngọn núi đã bị bỏ hoang nhiều năm, mấy chục năm trước còn có người khai hoang ở đây, nhưng vì giao thông bất tiện, giờ đã không còn ai chạy đến chỗ này trồng trọt nữa, vì vậy cỏ dại mọc quá đầu, còn có cả trúc dại. Trên núi hoang đầy rắn rết côn trùng, cực kỳ nguy hiểm. Anh từng đến đây chưa? Ngô Bình hỏi anh ta. Ôn Nại Lương, từng đến, nhưng có thể là do tôi không có duyên với thần cơ. Vì vậy chẳng phát hiện được gì. Lúc này, Thanh Ngưu bỗng xuất hiện bên cạnh Ngô Bình, bình thản nói, công tử, tôi cảm nhận được một luồng khí tức rất đặc biệt. Khí tức gì? Ngô Bình hỏi. Thanh Ngưu suy nghĩ rồi đáp, sức mạnh cấm kỳ hòa cùng sức mạnh trận pháp, còn có cả sức mạnh tiên đạo bên trong. Sức mạnh mà anh nói ở đâu? Ngô Bình không hề cảm nhận thấy nên liền hỏi. Thanh Ngưu nhìn xuống đất, nói cả ngọn núi đất đều cớ. Ngô Bình ngây ra. Nói vậy thì núi đất vốn là thần cơ sao? Cậu lập tức dùng tay quỷ, khởi động sức mạnh cửu cung thiên cơ.
Trong đầu cậu liền xuất hiện một số thông tin, mặt cậu biến sắc, cậu nói, thì ra là vậy. Thanh Ngưu hỏi, công tử đã phát hiện được gì? Ngô Bình, thần cơ có đặc tính của thực vật, nó được trồng ở đây, hấp thụ một số sức mạnh thần bí trong đất và không ngừng phát triển. Cùng lúc đó, nó còn giấu khí tức của mình, vì vậy nhiều năm qua không có ai phát hiện ra sự tồn tại của nó. Cậu vừa dứt lời thì liền có khói vàng bốc lên xung quanh, bao trùm lấy ba người họ. Trong làn khói, da của Ôn Nại Lương lập tức tan chảy, anh ta chỉ kịp thét lên đau đớn rồi lập tức bị biến thành vũng máu trong làn khói vàng. Xung quanh Ngô Bình xuất hiện tấm chắn mặt quỷ, tứ diện, chặn khói vàng bên ngoài. Thanh Ngưu cứ thế đứng giữa làn khói mà chẳng hề hấn gì. Nó có trí tuệ, phát hiện chúng ta nhìn ra được cơ mật nên muốn giết chúng ta diệt khẩu. Thanh Ngưu bình thản nói với vẻ không có gì bất ngờ. Ngô Bình, e rằng nó chính là hóa thân của thần cơ tử. Thanh Ngưu, nó rất mạnh, đáng tiếc gặp phải công tử, kỹ thuật của công tử đủ để luyện hóa nó. Chính vào lúc đó, mèo đen lại xuất hiện, nó đứng trên vai Ngô Bình, nheo mắt nhìn xuống đất. Một lát sau, mèo đen nói, công tử, chắc người này là tu sĩ tiên đạo, giỏi bày trận pháp nên mới hấp thụ sức mạnh cấm kỵ, ảo ra thứ như thế này. Hiện tại thứ này vẫn còn đang trong trạng thái tu hành nửa tỉnh nửa mê, sức mạnh mà nó có thể phát huy chỉ được 1%, tôi thấy nó vẫn chưa chính thức hóa chứng, công tử nên nhân cơ hội luyện hóa bảo vật này đi. Ngô Bình cười nói, ngay cả anh cũng nói nó là đồ tốt, vậy thì tôi thử xem. Vừa dứt lời, cậu xoa hai tay với nhau, đại trận hóa cấm vận chuyển, một lồng sức mạnh cực lớn liên tục đi vào cơ thể cậu qua hai chân. Sức mạnh này vừa vào cơ thể cậu đã bị đại trận hóa cấm cửu dương luyện hóa, trở thành sức mạnh có thể bị cậu khống chế. Cậu cảm thấy sức mạnh này không đơn thuần là sức mạnh cấm kỵ, mà còn có sức mạnh trận pháp. Lúc này, mặt đất rung chuyển dữ dội, thảm thực vật và bùn đất lăn xuống núi, lộ ra thai thể màu vàng bên dưới, một vật thể hình bầu dục cực lớn. Trên bề mặt của vật thể hình bầu dục này có rất nhiều phù văn bí ẩn, phần dưới của nó có vô số rễ màu vàng đâm vào lòng đất. Hấp thụ chất dinh dưỡng để sinh trưởng. Rất nhanh, tất cả cát bụi đều bị rung chuyển, Ngô Bình và Ngưu Thanh đứng trên bề mặt của quả trứng vàng trơn bóng. Lúc này cậu mới có thể cảm nhận được có một sinh vật rất mạnh đang hình thành trong quả trứng vàng khổng lồ này. Công tử nhanh chóng luyện hóa đi. Ngô Bình lập tức ra sức sử dụng đại trận hóa cấm, hấp thu nhiều sức mạnh hơn, đồng thời cũng đưa sức mạnh mà cậu luyện hóa về lại quả trứng. Xung quanh dày đặc sương mù. Người bên ngoài không nhìn thấy được chuyện gì đang xảy ra ở đây, thỉnh thoảng có vài người dân địa phương đi ngang qua phát hiện ngọn núi bị sương mù dày đặc bao phủ, nhưng họ cũng chỉ cảm thấy hơi ngạc nhiên thôi. Sau khoảng một giờ, toàn bộ sức mạnh trong quả trứng vàng đã được đại trận hóa cấm cửu dương của Ngô Bình luyện hóa, nói cách khác, bây giờ năng lượng trong quả trứng vàng đã bị Ngô Bình khống chế. Công tử, nhỏ máu, mèo đen nói, cứ như thế một khi vật thể trong quả trứng xuất thế thì sẽ nhận công tử là bố mẹ. Ngô Bình sửng sốt, nhất định phải nhỏ máu vào. Sao? Mèo đen, làm thế sẽ dễ kiểm soát vật này. Nếu không nhỏ máu vào, sau khi nó lớn mạnh chắc chắn sẽ thử chống đối. Ngô Bình gật đầu, lập tức cắn ngón tay nhỏ vài giọt máu lên quả trứng vàng, máu rơi xuống bề mặt vỏ trứng, lập tức in dấu lên tạo thành vài hình thù bí ẩn. Quả trứng vàng bỗng rung lên, giữa Ngô Bình và nó có một loại cảm giác huyết mạch tương thông. Đồng thời một tia thần niệm truyền ra từ trong quả trứng vàng. Bố! Ngô Bình run lên, do dự hồi lâu mới đáp lại nói, bây giờ con thấy ổn không? Trứng, bố, con đói quá. Năng lượng ở đây bị con hấp thu hết rồi, con đã đói đến mức ngủ ở đây mấy ngàn năm. Ngô Bình hỏi, vậy con cần hấp thu năng lượng thế nào? Trứng, linh mạch đại địa, linh dược cấp 12 trở lên đều được. Ngô Bình nhíu mày, linh dược cấp 12. Chẳng phải rất đắt sao? Cậu chỉ đành nói, sau này bố tìm cho con, bây giờ con có thể nhỏ lại một chút được không? Trứng, được ạ. Vừa dứt lời, trứng vàng lập tức thu nhỏ, trở nên nhỏ như quả trứng gà. Hai người Ngô Bình bay vào không trung, vươn tay ra nắm lấy quả trứng. Nói được vài câu, cậu bèn cất quả trứng vàng đi, vẻ mặt kỳ lạ nói với mèo đen, nó thế mà lại muốn uống linh dược cấp 12 trở lên, không nuôi nổi. Mèo đen, công tử, một khi vật thể trong này ra ngoài chắc chắn sẽ là sự tồn tại kinh thiên động địa, công tử đầu tư vào đây có lớn bao nhiêu cũng không thiệt. Ngô Bình gật đầu, vậy được rồi.
Cậu về nhà họ Ngô thì thấy họ hàng đã về cả rồi, bố mẹ và cả nhà cô đều được mời đến phòng khách ngồi, đang chiêu đãi đồ ngon. Lúc này Ngô Soái như biến thành một người khác, náo nhiệt vây quanh bên cạnh vợ chồng Ngô Đại Hưng, cứ liên tục gọi bác trai, bác gái. Vẻ mặt Ngô Cường hơi mất tự nhiên, nhưng ông ta cũng không phải ngu ngốc, ông ta biết Ngô Bình mới là nhân vật tầm cỡ thật sự, nếu có một đứa cháu như vậy mà không dựa vào, chẳng phải ông ta là kẻ ngốc sao? Ngô Bình vừa về, Ngô Cường và Ngô Soái đều đứng lên, tươi cười nói, Tiểu Bình, mau ngồi xuống đây, chúng a uống vài ly. Bà nội cũng được mời ra, bà ta bất đắc dĩ nở một nụ cười rất hiền từ nói với Ngô Bình, Tiểu Bình, từ nhỏ đã thấy được sau này cháu sẽ có tương lai, quả nhiên là bà không nhìn lầm, bây giờ cháu là niềm tự hào của cả nhà họ Ngô đấy. Ngô Bình có thể cảm nhận được nỗi khó xử trong lòng bà cụ, trong thâm tâm bà ta không bao giờ công nhận cậu, nhưng vẫn phải giả vờ thân thiết vì bố con Ngô. Cường, chuyện hôm nay tôi sẽ không truy cứu, Ngô Bình bình tĩnh nói, nhưng từ nay trở đi, hai bố con các ngươi phải thành thật hơn một chút, đừng tự chuốc lấy phiền phức. Ngô Soái vội nói, anh à, em nhất định sẽ sửa, sau này anh nói gì, em cũng làm theo. Bây giờ Ngô Soái đã mở được khiếu, anh ta một lòng muốn dựa dẫm vào Ngô Bình, đây là tiền đề lớn, những cái khác không quan trọng. Mặc dù Ngô Bình không thích Ngô Soái lắm, nhưng nể tình bố mình, cậu vẫn sẽ không làm gì anh ta cả, nhưng cậu cũng biết rõ, những người này vẫn nên tránh xa thì hơn. Nhưng chuyện hôm nay liên quan đến việc rời mộ, cậu vẫn phải ngồi xuống bàn bạc với cả nhà. Lần này Ngô Cường rất phối hợp, cho dù Ngô Đại Hưng nói gì, ông ta cũng đều gật đầu. Cuối cùng mọi người quyết định Ngô Bình sẽ chọn một vùng đất có phong thủy tốt rồi rời mộ của ông nội đến đó. Ngô Bình nghĩ tới mảnh đất mình mua từ nhà họ Cố, núi Bạch Long. Núi Bạch Long là đất có phong thủy tốt, sau khi mua về cậu vốn định xây vài căn nhà. Nhưng giờ xem ra đã không cần nữa rồi, thế là cậu quyết định rời mộ của ông nội đến đó. Cậu nói ra suy nghĩ của mình, Ngô Cường rất ngạc nhiên nói, núi Bạch Long. Chú biết nơi này, năm ngoái còn có mấy người giàu có đến đó để mua đất làm mộ. Nhưng sau đó họ đột nhiên ngừng bán, những mảnh đất đã bán đều được hoàn tiền lại, Tiểu Bắc, sao cháu có được đất ở đó thế? Ngô Bình, tôi đã mua lại núi Bạch Long từ lâu rồi, vốn định xây nhà. Bây giờ nghĩ lại. Phong thủy ở đó tốt, sau khi cải tạo làm nơi yên nghỉ cho ông nội cũng được. Thật ra núi Bạch Long không hợp làm mộ, nhưng nếu được cậu cải tạo lại thì có thể trở thành mảnh đất phong thủy tốt. Ngô Cường và Ngô Soái đều vô cùng ngạc nhiên, mua lại núi Bạch Long. Thế thì tiêu tốn bao nhiêu tiền? Lúc trước khi Ngô Bình bỏ ra 70.000 tiền tiêu mua lại núi Bạch Long, đổi sang tiền mặt ít nhất là 1.000 tỷ. Cậu cũng không giải thích nhiều. Sau khi nói vài câu với mọi người thì cậu nhờ bố phụ trách việc này. Nửa tiếng sau, người hai nhà lên xe rời đi. Ngô Cường vốn dĩ muốn giữ họ lại, dĩ nhiên Ngô Bình không đồng ý. Nhìn xe Ngô Bình đi xa, Ngô Soái bỗng tát vào mặt mình một cái, trên mặt in 5 dấu tay. Ngô Cường giật mình nói, Tiểu Soái, con làm gì thế? Ngô Soái tỏ ra hối hận nói, bố, trước khi quen biết Ôn Nại Lương, con đã nghĩ làm một người giàu thật tốt. Sau khi quen được anh ta, con mới nhận ra suy nghĩ của mình thật ngây thơ và thiển cận biết bao. Những ngày đó, trong mắt con Ôn Nại Lương vẫn luôn là người kiêu ngạo, tôi nghĩ trên thế giới này chẳng có mấy ai giỏi hơn anh ta. Nhưng hôm nay, anh ta chỉ như đám tôm tép khi đứng trước mặt Ngô Bình, nhỏ bé đến đáng thương. Bố, anh ta là Ngô Bình, anh họ của con, quan hệ của bọn con vốn dĩ có thể rất tốt, nhưng tại sao lại thế này, câu này của Ngô Soái khiến Ngô Cường đỏ mặt. Tại sao ư, tất nhiên là vì mẹ mình thiên vị rồi, đồng thời ông ta cũng không phải là người có tình anh em gì. Cười khổ một tiếng, Ngô Cường nói, Tiểu Soái, bây giờ nói gì cũng đã muộn rồi, ai mà biết Ngô Đại Hưng sẽ phát tài chứ. Ngô Soái nói, bố, từ nay trở đi, việc gì bố cũng phải tôn trọng bác, mọi chuyện đều nghe lời bác. Làm những việc mà một người em trai nên làm, con cũng phải thường xuyên nói chuyện với bà nội, bảo bà đối xử tốt với nhà chú hơn. Bố từng nghe nói một người đắc đạo, gà chó lên trời chưa? Chúng ta vốn dĩ là người thân thiết nhất với cả nhà bác ấy, nhưng chúng ta chẳng được lợi ích gì cả. Ngô Cường hiểu được ý trong lời Ngô Soái, ông ta thở dài, được rồi, mọi chuyện đều nghe lời con. Nhưng Tiểu Soái này, Ngô Bình vẫn nhận chúng ta là họ hàng chứ? Ngô Soái nói, chỉ có thể cố gắng ủng hộ, cho dù không có hiệu quả, ít nhất không thể để anh ta ghét con.
Anh ta nhìn bố mình, bố nhất định phải nhớ kỹ lời tôi nói. Thân phận của Ngô Bình cao quý hơn Hoàng đế đại hạ chúng ta. Bố cứ nghĩ anh ta là một người như Hoàng đế vậy, như thế bố sẽ biết nên làm gì. Hoàng đế sao, Ngô Cường lẩm bẩm, cảm giác như đang nằm mơ. Trên đường về nhà, tâm trạng Ngô Bình rất tốt, hôm nay cậu ra ngoài cũng không vô ích, thu hoạch được một quả trứng vàng vô giá. Khi xe sắp đến biệt thự Hoàng Long, cậu nhận được một cuộc điện thoại, một giọng nữ rất êm tai vang lên trong điện thoại, anh Ngô, tôi là Tsukishi Sakura. Ngô Bình cười nói, chào cô Tsukishi. Tsukishi Sakura, tối nay anh có rảnh không? Thanh Anh đã nghe danh anh từ lâu, rất mong được gặp. Ngô Bình vẫn đang nghĩ về 10 người đẹp trong danh sách mỹ nhân, tu sĩ liếm chó trong động nói 10 người đẹp đó có liên quan đến xu hướng chung của thế giới và năng lượng của vũ trụ. Nếu một người đàn ông có thể có được một hoặc hai thì có thể thống trị toàn bộ nơi này, nếu có được ba hoặc bốn thì có thể trở thành tiên đế một phương, nếu có được 10 người đẹp thì có thể trở thành người đứng đầu thế giới. Lúc đó Ngô Bình nghĩ giọng điệu này không đáng tin, nhưng đồng thời cậu cũng rất tò mò, muốn gặp 10 người đẹp trong đó. Cậu nói, tôi cũng mong được gặp cô. Tsukishi Sakura, hiện giờ tôi đang ở tỉnh Ly Giang Nam, đến thăm một người bạn thân lúc nhở. Ngô Bình không hỏi nhiều nói, được, vậy tôi sẽ đến tỉnh Ly một chuyến. Cậu cũng có khoảng thời gian không gặp Cổ Thanh Liên rồi, đang muốn đi gặp cô ta. Tôi đợi anh trong mái đình Cổ Phi Vân Bích, đối phương nói. Cúp điện thoại, Ngô Đại Hưng nói, Tiểu Bình, con đi gặp bạn sao? Vâng, con phải đi tỉnh Ly một chuyến, bố mẹ về biệt thự trước đi, cậu dặn dò tài xế lái chậm một chút, sau đó bước xuống xe. Tu vi hiện giờ của cậu đã cao hơn trước đây rất nhiều, chỉ trong chốc lát đã đến tỉnh Ly. Tuy nhiên, cậu không đến Phi Vân Bích ngay mà đến núi Bạch Long trước. Nếu đã quyết định rời mộ cho ông nội thì cậu phải thu xếp vài việc ở đây trước. Khi bay lên không trung, cậu nhìn thấy ánh lửa lóe lên trên toàn bộ ngọn núi, có đến hàng trăm nơi. Cậu sửng sốt, giảm độ cao xuống nhìn thử thì thấy có người đang đốt tiền vàng cúng tế người đã khuất. Lạ thật! Trước đó nghĩa trang đã được sơ tán, sao vẫn có nhiều người đến viếng mộ như vậy, cậu cảm thấy hơi bực bội, cảm thấy chuyện này có lẽ có liên quan đến nhà họ Cổ. Cậu lập tức gọi cho Cổ Thanh Liên, trong điện thoại Cổ Thanh Liên vô cùng vui mừng nói, em trai. Ngô Bình, tại sao bên núi Bạch Long này còn rất nhiều mộ thế này? Chẳng phải bên mua đều đã dọn sạch rồi sao? Cổ Thanh Liên thở dài, chuyện này vẫn chưa nói với cậu, núi Bạch Long bị chính phủ tỉnh ép buộc thu hồi. Nói là muốn khai phá thành nghĩa trang nhân dân. Ngô Bình cảm thấy khó tin, đất là do tôi bỏ tiền ra mua, thủ tục đầy đủ, họ ép buộc thu hồi sao tôi lại không biết. Cổ Thanh Liên, tôi cũng mới biết gần đây, mấy ngày trước liên lạc với cậu không được. Ngô Bình cười mỉa, chính quyền tỉnh xem tôi là quả hồng mềm đấy à. Cổ Thanh Liên, tôi đã bảo người đi điều tra, biết được vài chuyện. Cậu đang ở đâu, tôi đi tìm cậu. Ngô Bình, tôi đang ở núi Bạch Long, lát nữa đi gặp người của làng Lục Gia. Lúc đầu cậu lĩnh hội thiên bi và ngũ đại từ làng Lục Gia, sau đó nhờ Cổ Thanh Liên đặt chúng ở gần đó. Kể từ đó cậu không đến đó nên muốn nhân cơ hội đi thăm người dân ở làng Lục Gia. Cổ Thanh Liên cười nói, tôi đang định đi gặp Tịnh Sương, vậy cậu đợi tôi một lát, tôi đến ngay. Hai người hẹn nhau ở chỗ nào đó, mười mấy phút sau gặp nhau ở ngã tư thung lũng. Đã nhiều ngày không gặp, Cổ Thanh Liên càng xinh đẹp hơn. Hôm nay cô ta mặc một chiếc áo gió màu xám xanh nhạt, quàng khăn lụa màu đỏ, tóc được búi cao. Hôm nay cô ta đã dày công trang điểm, vốn dĩ đã là người đẹp cực phẩm, trang điểm lên lại càng xinh đẹp. Không gì sánh bằng, khiến mắt Ngô Bình sáng lên. Để cậu đợi lâu rồi, cô ta mỉm cười, đi đến khoác ai vào cánh tay Ngô Bình, chúng ta đi thôi. Chị Thanh Liên ơi, lần trước tôi đi. Vẫn luôn không có thời gian quay lại, chuyện làng Lục Gia đã làm phiền các chị rồi, Ngô Bình chân thành nói. Cổ Thanh Liên cười nói, giữa tôi và cậu làm gì khách sáo như thế? Hơn nữa tôi và Lục Tinh Sương là bạn, giúp làng Lục Gia cũng là đương nhiên. Cô ta nói cho Ngô Bình biết sau đó cô ta mất 5 ngày mua một ngôi làng để di rời đến thành phố cổ thông qua các mối quan hệ, cơ sở vật chất ở đó đầy đủ, môi trường yên tĩnh, rất thích hợp cho người dân làng Lục Gia sinh sống. Lúc này hai người đến làng Lục Gia, ngôi làng nằm ở dưới chân một ngọn núi nhỏ, cổng làng có một con sông chảy qua, bên trên có một cây cầu gỗ. Khung cảnh trong làng rất đẹp, trồng rất nhiều hoa,
vệ sinh cũng rất sạch sẽ. Hai người vừa vào làng đã có mấy đứa nhóc vây quanh, một người trong đó nhận ra Cổ Thanh Liên, lập tức nói, chị Cổ. Cổ Thanh Liên cười nói, Lục Chuẩn, chị Tinh Sương đâu? Thiếu niên tên Lục Chuẩn cười n đang luyện công trong sân. Chị Tỉnh Sương. Cổ Thanh Liên gật đầu, đi một căn nhà ở cuối làng với Ngô Bình. Có rất nhiều người trong nhà, có thể thấy Lục Tinh Sương và Lục Tiểu Phàm đang luyện quyền cước trong đó, còn có một người đàn ông trung niên đang hướng dẫn mọi người ở bên trong. Ngô Bình vừa xuất hiện, người trong sân đều nhìn sang, người trung niên đó vội đứng lên cung kính nói, cậu Ngô. Ngô Bình gật đầu hỏi, mọi người đã quen với nơi này chưa? Người trung niên nói, cậu Ngô, nơi này rất tốt, mọi người đều đã quen. Lục Tỉnh Sương vội bước đến cười nói, anh Ngô. Từ lần trước rời đi, đây vẫn lần đầu tiên Ngô Bình trở lại đây, cậu cười nói, Tinh Sương, Tiểu Phàm, kỹ năng của hai người luyện không tệ, nhưng có thể làm tốt hơn. Lục Tinh Sương cười nói, chúng tôi không có thiên phú như anh Ngô, chỉ có thể cố gắng khổ luyện, nâng cao bản thân. Ngô Bình gật đầu, cậu lấy một bình nhỏ ra, bên trong có vài giọt thánh lồ, nói Tinh Sương, thuốc trong này có thể tăng cường thể chất của các cô, mỗi người một giọt. Cậu bảo hai người há miệng ra, đổ cho mỗi người một giọt. Nước thuốc đi vào cơ thể biến thành năng lượng, hai anh Ngô Bình lần lượt đè vào đỉnh đầu họ, để sức mạnh lớn mạnh đó giúp họ đột phá. Vài giây sau, hai chị em toát cả mồ hôi, xương cốt cả người phát ra tiếng kêu. Đồng thời cơn đau đớn dữ dội lan ra khắp người. Chịu đựng một chút, Ngô Bình nói, càng đau thì càng có tác dụng tốt. 15 phút sau, Ngô Bình lấy tay ra, để hai người về phòng nghỉ ngơi, tiện thể thay đồ. Sau khi hai chị em đi, Cổ Thanh Liên ngạc nhiên nói, thuốc gì mà thần kỳ thế? Ngô Bình đã chuẩn bị sẵn, lấy một bình nhỏ khác ra đưa cho Cổ Thanh Liên, nói, trong này có 10 giọt, mỗi lần uống một giọt, rất có ích với chị đấy. Cổ Thanh Liên giơ hai tay nhận lấy, mặt đầy vẻ ngạc nhiên và vui mừng, vậy thì ngại quá. Ngô Bình, chị đã giúp tôi rất nhiều, chút đồ này có là gì? Lúc này trời đã tối hẳn, con cháu nhà họ Lục đều rời đi, hai người được mời vào ngồi trong phòng. Chị, nhà họ Âm không gây phiền phức gì nữa chứ? Lần trước cậu đã giúp nhà Cổ đánh bại nhà Âm trong một cuộc so tài, nhưng cậu biết nhà Âm có căn cơ, e là sẽ không bỏ qua dễ dàng. Quả nhiên, Cổ Thanh Liên lo lắng nói, nghe nói Âm Ngọc Quỳnh của nhà họ Âm đã gả vào tông môn nhất phẩm ở tiên giới, hơn nữa con rể nhà họ Âm là một đệ tử xuất sắc. Bọn tôi nhận được tin tức là đệ tử ưu tú kia sắp đến nhà họ Âm, bố tôi rất lo nhà họ Âm sẽ nhân cơ hội này ra tay. Đối với nhà họ Cổ, một tông môn hạng nhất của tiên giới là con quái vật bất khả chiến bại, họ không thể không lo lắng. Ngô Bình không để tâm, nói chỉ nói với bọn họ không cần lo lắng. Nếu đệ tử tinh anh kia dám ra tay với nhà họ Cổ, tôi đương nhiên sẽ đứng ra. Cổ Thanh Liên yên tâm trong lòng nói, em trai, nếu không phải cậu, nhà họ Cổ tôi e rằng đã bị nhà họ Âm tiêu diệt rồi. Hai người nói chuyện một lúc, Lục Huyền Phong và mấy nhân vật quan trọng của thôn họ Lục đến thăm hỏi, nói mấy câu với Ngô Bình. Chẳng mấy chốc, Lục Tinh Sương và Lục Tiểu Phàm quay về, hai người trông có vẻ đã thay đổi rất nhiều, nhưng bọn họ rõ ràng vẫn chưa hiểu rõ. Rốt cuộc thân thể mình đã có gì thay đổi? Lục Tỉnh Sương nói, anh Ngô, tôi cảm thấy thân thể đã thay đổi rất nhiều, nhưng rốt cuộc là ra sao thì tôi cũng không rõ lắm. Ngô Bình, chuyện này rất đơn giản. Lúc tôi đến, cô đang luyện một bộ trưởng pháp, vừa ra tay thì trong không trung đã xuất hiện 4 bóng bàn tay rồi. Lục Tỉnh Sương cười nói, đó là thiên huyễn trưởng do Thanh Liên dạy tôi, chỉ là công lực tôi thấp nên không thể đánh ra được hình bóng khắp trời. Cổ Thanh Liên cười nói, có thể đánh ra được 4 bóng đã không tệ rồi, như tôi cũng chỉ có thể đánh ra được 36 bóng thôi. Tuy nói như vậy, nhưng 4 bóng và 36 bóng thì đúng là cách biệt một trời một vực. Ngô Bình, cô cứ dùng phương pháp lúc trước, đánh lại một lần nữa cho mọi người xem. Lục Tinh Sương đến sân viện, người tiến lên trước, bàn tay vung lên, trong không trung bỗng xuất hiện 17 cái bóng. Thấy vậy, Cổ Thanh Liên cũng kinh ngạc, lớn đấy. Cô ấy biết rõ, thiên huyễn trưởng này cứ mỗi 3 cái bóng được đánh ra thì uy lực có thể tăng lên gấp đôi so với ban đầu. Cũng có nghĩa, uy lực của thiên huyễn trưởng do Lục Tỉnh Sương đánh ra bây giờ so. Với lúc trước đã tăng 10 mấy lần. Ngô Bình, cô dùng sức và vận cộng thì có thể thay đổi được đôi chút. Nói rồi, cậu tự mình chỉ dẫn, sau đó lại để cô ấy thử lại.
Lần này, hai tay Lục Tinh Xương vung lên, mỗi một bàn tay có thể đánh ra được 24 cái bóng. Đây còn là do tu vi của cô ấy có hạn, nếu có tu vi như Cổ Thanh Liên thì chắc chắn đánh ra được nhiều hơn nữa. Lục Tinh Xương vừa kinh ngạc vừa vui mừng, nói, anh Ngô thật lợi hại, chỉ điểm một chút mà tôi đã tiến bộ được nhiều như vậy rồi. Ngô Bình, bây giờ tôi dạy mọi người công pháp Thái Hoàng Giáo, mọi người chăm chỉ tu luyện. Đợi sau này có cơ hội thích hợp, tôi sẽ đưa mọi người vào Thái Hoàng Giáo, trở thành đệ tử chân truyền. Hai chị em họ vui mừng, liên tục cảm ơn. Lục Huyền Phong vừa kinh ngạc vừa vui mừng, cứ mời Ngô Bình dùng tiệc tối. Nhưng Ngô Bình đã hẹn với Tsukishi Sakura nên chỉ đành đồng ý với bọn họ, một lát nữa lại đến. Không lâu sau đó, cậu tạm thời rời đi, đến chỗ đã hẹn, đình cổ trên vách đá phi vân. Lúc này, trăng treo đầu cành, trong đình nghỉ mát có một cô gái mặc đồ đỏ, khí chất phi phàm, đang đưa mắt nhìn về phía xa. Ngô Bình xuất hiện bên cạnh đình cổ, khẽ ho một tiếng, hỏi, là cô Tsukishi sao? Cô gái quay người, mắt ngọc mày ngài. Vẻ ngoài tuyệt thế, cô ấy khẽ khom người nói, cậu Ngô. Nhìn thấy cô gái này, Ngô Bình đã biết cô ấy không phải bản thân Tsukishi Sakura, tuy hai người trông giống nhau đến 9 phần, nhưng khí chất khác biệt quá lớn. Cậu không chỉ từng nhìn thấy bức hình, mà trong tay còn có mỹ nhân phổ, cũng biết rõ vẻ ngoài của Tsukishi Sakura. Cậu cũng không nói thẳng ra, chỉ nói, cô Tsukishi chọn nơi này rất tốt. Cô gái cười nói, tôi đây ngưỡng mộ anh đã lâu. Hôm nay được nhìn thấy tận mắt, đúng là phúc ba đời. Thấy cô ấy cứ nói lời khách sáo, Ngô Bình cũng nói theo mấy câu, nhưng sau đó cô gái lại ngồi sát gần Ngô Bình, đôi mắt yêu kiều mê hoặc. Ngô Bình bỗng nói, cô Tsukishi, tôi bỗng nhớ ra có một chuyện quan trọng, xin cáo từ trước. Nói xong không đợi đối phương lên tiếng thì đã xoay người rời đi. Cô gái vội nói, cậu Ngô, chị à em đã nói là không được làm quá rồi, bây giờ dọa người ta chạy rồi kìa. Một cô gái áo trắng khác từ trong bóng tối bên tảng đá bên cạnh bước ra, hai người có vẻ ngoài như thần tiên vậy, cô ấy mới là Tsukishi Sakura thực sự. Tsukishi Sakura bình thản nói, có lẽ anh ta đã nhìn ra được thân phận em, biết em không phải chị. Cô gái áo đỏ ngạc nhiên nói, chúng ta trông giống nhau như vậy, sao anh ta nhìn ra được chứ? Anh ta từng nhìn qua bức vẽ của chị, nếu vừa nãy tinh thần không loạn thì có lẽ có thể nhìn ra được khác biệt. Cô gái áo đỏ, chị à, người ra là đệ tử trọng tâm của đại giáo đó, sao chị không gặp mặt với người ta? Tsukishi Sakura, tuy chị là con gái, nhưng chị khinh thường việc dựa vào đàn ông, chị muốn gì thì sẽ tự mình giành lấy. Cô gái áo đỏ thở dài, nhưng minh trưởng lão và giáo chủ đều hy vọng chị và cậu Ngô qua lại thân mật thêm, chị làm như vậy sẽ khiến bọn họ không vui. Tsukishi Sakura, cho nên chị mới để em thay chị gặp mặt. Không ngờ anh ta lại nhìn ra được thủ đoạn này của chị. Cô gái áo đỏ chớp mắt, chị à, em cảm thấy anh ta không thấy ghét em, chỉ bằng em thử lại lần nữa. Tsukishi Sakura nhìn cô ấy, liễu nghi, em muốn làm gì, diễn giả thành thật sao? Cô gái áo đỏ tên liễu nghi, là thánh nữ đại diễn giáo, bởi vì cô ấy trông khá giống với Tsukishi Sakura nên hai người bèn kết duyên, trở thành bạn của nhau. Liễu nghi khẽ cười. Người đàn ông xuất sắc như vậy, chị không cần, thay vì để người khác được lợi chỉ bằng cứ để em gái là đây hưởng lợi đi. Tsukishi Sakura liếc nhìn cô ấy, nói em là thánh nữ của đại diễn giáo đấy, muốn lấy được em nhất định phải trải qua thử thách nặng nề, em không sợ khiến người ta sợ mà chạy sao. Liễu Mi khẽ hừ một tiếng, chút khó khăn này mà cũng sợ thì không xứng làm người đàn ông của Liễu Mi em. Tsukishi Sakura khẽ thở dài, được thôi. Nhưng chị khuyên em đừng đắm chìm quá sâu, con gái chúng ta một khi đã dựa vào đàn ông thì rất dễ bị tổn thương. Liễu Mi cười nói, em nói này, chị à, chị nghĩ quá nhiều rồi. Đi thôi, đến nhà Imo. Tsukishi Sakura, rắc rối gia tộc em, có thể giải quyết sao? Liễu Mi thở dài, thử xem sao thôi, cha của người kia là đại lão của tiên giới, chưa chắc chịu nể mặt thánh nữ đại diễn giáo như em đâu. Dù sao thánh nữ đại diễn giáo cũng có đến 12 người lận. Tsukishi Sakura, nhưng chỉ có em là dựa vào bản lĩnh trở thành thánh nữ thôi, những người còn lại đều là dựa vào quan hệ. Liễu Mi khế cười, chẳng phải cũng như nhau sao? Ngô Bình quay lại thôn họ Lục, ăn uống với mấy người Lục Huyền Phong đến tận đêm khuya. Sau đó, hai người được mời về phòng nghỉ ngơi.
Đến phòng, Ngô Bình mới phát hiện trong này có cả phòng làm việc, phòng khách, nhưng chỉ có một chiếc giường, một chiếc giường rất lớn. Đôi mắt Cổ Thanh Liên dịu dàng, gương mặt ửng hồng nói, em trai, trời không còn sớm nữa, nghỉ ngơi thôi. Ngô Bình uống không ít rượu, nhưng cậu rất tỉnh táo, giữa cậu và Cổ Thanh Liên cũng chẳng có bí mật gì, lập tức kéo cô ấy vào lòng. Sáng sớm hôm sau, Ngô Bình và Cổ Thanh Liên đều bị tiếng gà gáy đánh thức, bọn họ đã lâu không được ngủ như người thường rồi, chỉ cảm thấy cả người thoải mái. Ngô Bình nói, chị à, hôm nay tôi sẽ dạy chị Thái Hoàng Cửu Chương, đợi tu vi chị tăng lên một chút sẽ vào kiếm các tu hành. Cổ Thanh Liên vừa kinh ngạc vừa vui mừng, em trai, tôi cũng có thể đến kiếm các sao? Ngô Bình, có tôi ở đây, đương nhiên có thể. Mấy ngày tới, tôi luyện chế một vài đan dược, giúp chị nâng cao căn cơ tu hành. Tu vi hiện tại của Cổ Thanh Liên không cao, Ngô Bình quyết định giúp cô ấy mở đạo mạch, dùng tất cả thủ đoạn nâng cao tu vi của cô ấy. Bản thân Cổ Thanh Liên đã có tư chất không tệ, có cậu giúp đỡ thì sau này thành tựu chắc chắn rộng mở. Buổi sáng, Ngô Bình chỉ cho Cổ Thanh Liên và hai chị em Lục Tinh Xương tu hành công pháp Thái Hoàng Giáo. Đến buổi trưa, cậu nhận được điện thoại của Tân Cự Phong. Hôm qua, anh vừa đến tỉnh thì đã nói mọi chuyện với Tân Cự Phong, bảo anh ta tìm hiểu về chuyện chiếm đất núi Bạch Long. Tân Cự Phong là người được trọng dụng bên cạnh Đông Vương, mà Đông Vương là người đứng đầu dưới Hoàng đế, có anh ta ra mặt thì mấy chuyện nhỏ này có thể được giải quyết nhanh gọn. Thế nhưng, lời của Tân Cự Phong lại khiến Ngô Bình rất bất ngờ. Đàn anh, tình hình không đúng lắm. Tôi dùng danh nghĩa của Đông Vương gây áp lực với tỉnh nhưng bọn họ lại cứng rắn không chịu nhượng bộ, vì thế tôi tìm người điều tra mới biết bọn họ đang làm việc cho một nhân vật lớn của tiên giới. Ngô Bình nhíu mày, nhân vật lớn của tiên giới chạy đến giới thế tục mua nghĩa trang sao? Tần Cự Phong, cũng không phải, toàn bộ nghĩa trang đều thuộc sở hữu người trong tộc của nhân vật lớn, anh ta rời tất cả nghĩa trang của gia tộc đến núi Bạch Long. Ngô Bình tức giận, chạy đến địa bàn của tôi chôn người chết. Anh ta lớn gan đấy. Có biết thân phận thật sự của anh ta không? Vô tự tiên giới, Mộc Thiên Hầu của thần tự. Ba Hoàng Triều, người này vốn là tu sĩ giới thế tục, năm 10 tuổi thì được một tu sĩ thần tự Hoàng Triều nhận làm môn đồ, 15 tuổi trở thành bí cảnh viên mãn, 20 tuổi thì thần đạo cảnh viên mãn, 3 năm trước đã đột phá đến chí đạo cảnh, bởi vì chiến công hiển hách nên được Hoàng đế sắc phong Mộc Thiên Hầu, hiện tại có lẽ là vinh quang trở về chốn cũ. Ngô Bình, anh ta là người tỉnh phủ. Quê nhà ở một huyện dưới tỉnh phủ, năm đó hoàn cảnh gia đình anh ta bần hàn, thường bị khi dễ. Nghe nói những người từng bắt nạt anh ta đều bị nhục mạ tra tấn nặng nề. Còn những người từng giúp đỡ anh ta thì được lợi rất nhiều, ai ai cũng lên như diều gặp gió. Nói đến đây, Tân Cự Phong nói, sư huynh, tôi cảm thấy chuyện này có thể báo trước với đối phương, xem phản ứng của anh ta thế nào. Ngô Bình ngẫm nghĩ uống được. Tần Cự Phong, tôi đã cử người đến phủ của Mộc Thiên Hầu, nói rõ nguyên do, xem anh ta nói thế nào vậy. Nếu anh ta không nói lý thì lại quyết định xem nên xử lý chuyện này thế nào. Ừ, làm xong chuyện này, cậu đến tìm tôi một chuyến. Ngô Bình dặn dò. Được. Buổi chiều, bắt đầu tu luyện kiếm thứ 8 của Trảm Đạo Thập Tam Kiếm. Độ khó khi tu luyện kiếm thứ 8 ăn thêm một bậc, nhưng cậu kinh nghiệm dày dặn. Lần này chỉ dùng hơn 3 tiếng đồng hồ đã thành công rồi. Chỉ thấy một thanh kiếm khổng lồ màu đồng xuất hiện sau lưng cậu, kiếm này có hiệu quả rất đáng sợ, có thể khiến thần hồn đối phương khiếp sợ, khiến nó mất đi năng lực hành động trong một thời gian ngắn. Kiếm thanh đồng vừa tạo thành, Ngô Bình bỗng cảm thấy 8 thanh kiếm như đang cộng hưởng, sức lực từ 8 kiếm lần lượt tiến vào trong pháp khiếu của thất tỉnh Trảm Đạo, 8 thanh kiếm kết thành một tòa kiếm trận, tạo ra uy lực đáng sợ. Đồng thời, 8 loại sức lực phóng qua pháp khiếu, tiến vào trong 10 đạo mạch của Ngô Bình. 8 loại sức lực này lần lượt là tử kiếm phá pháp chi lực, thanh kiếm điệp gia chi lực, hắc kiếm thương hồn chi lực, kim kiếm thích phong chỉ lực, xích kiếm hư nhược chỉ lực, mặc lam kiếm giáng tai chỉ lực, ngân kiếm phản kích lực, cùng với chân nhiếp chi lực của kiếm đồng thứ 8 này. 8 loại sức mạnh di chuyển trong đạo mạch, lúc Ngô Bình thi triển thủ đoạn, bất cứ lúc nào cũng có thể dùng một hoặc nhiều loại trong 8 loại sức lực này. Từ đó đánh ra sức phản công mạnh hơn. Những sức mạnh này có thể chồng chất lẫn nhau, cũng cùng nguyên lý với 9 tầng núi. Nếu như vậy thì ai sao không dùng cách của 9 tầng núi thi triển cửu kiếm chi lực chứ? Nghĩ đến đây, cậu bèn thử dùng tử kiếm phá pháp chi lực, thanh kiếm điệp gia chi lực, hắc kiếm thương hồn chỉ lực,
kim kiếm thích phong chỉ lực, xích kiếm hư nhược chỉ lực, 6 loại sức mạnh này dung nhập vào 6 loại đầu của 9 tầng núi. Quá trình khá khó khăn, Ngô Bình chỉ có thể tiến hành từng bước, mới đầu chỉ dung nhập tầng núi thứ nhất với phá pháp chi lực, việc này không quá khó, sau đó, dung nhập hư nhược chỉ lực với tầng núi thứ hai, độ khó đã tăng lên gấp mấy lần. Sau đó là tầng núi thứ ba, tầng núi thứ tư, đến tầng núi thứ năm, Ngô Bình đã cảm thấy hơi mất sức, nhưng cũng may đã thành công rồi. Tầng núi thứ sáu thì rõ ràng rất tốn công, cậu mất hơn một tiếng đồng hồ, lúc gần đến giới hạn chịu đựng của bản thân thì mới miễn cưỡng dung nhập được hàng tai chỉ lực với tầng núi thứ sáu. Tầng núi thứ sáu cậu cũng mới tu luyện thành công, bây giờ dung nhập 6 loại sức lực, ngay cả cậu cũng không biết có uy lực thế nào. Nhưng, cậu cũng lấy một cái tên cho phương pháp tự mình tạo ra này, Trọng Sơn Lục Kiếm. Ngay lúc này, Tần Cự Phong dựa vào địa chỉ mà cậu báo, đến thôn họ Lục, được người dân đưa đến nơi mà cậu ở. Vừa nhìn thấy Ngô Bình, Tần Cự Phong vội bái kiến, sư huynh. Tần Cự Phong rất thông minh, bây giờ anh ta chỉ muốn gọi Ngô Bình là sư huynh thôi, như vậy mặc kệ sau này bãi bể nương dâu thì anh ta vĩnh viễn vẫn là đàn em của Ngô Bình. Có được quan hệ này, nửa đời sau, Tần Cự Phong cũng có chỗ dựa rồi. Không cần đa lễ, mời qua bên kia. Tần Cự Phong nói, vốn không ôm nhiều hy vọng, nhưng không ngờ Mộc Thiên Hầu này rất dễ nói chuyện, biết được ý định tôi đến nên đích thân ra gặp tôi, còn hỏi cặn kẽ tiền căn hậu quả. Cuối cùng, anh ta đưa ra hai phương án giải quyết, thứ nhất là cho anh chút thời gian, anh ta rời Nghĩa Trang đi, thứ hai, anh ta đồng ý bỏ tiền, mua lại núi Bạch Long. Ngô Bình cũng có chút bất ngờ, bèn hỏi, anh ta còn nói gì không? Tần Cự Phong ngẫm nghĩ rồi nói, Mộc Thiên Hầu nói, hy vọng có thể gặp mặt sư huynh, mọi người đều là người dân Giang Nam, sau này nên qua lại nhiều hơn, nói chung anh ta rất lịch sự, còn đích thân viết một bức thư, nhờ tôi đưa cho Đông Vương. Ngô Bình trầm ngâm nói, với địa vị thân phận của anh ta, cũng không cần phải dùng chiêu này, trong đó chắc chắn có nguyên do mà tôi và cậu không biết. Tần Cự Phong nói, sư huynh, chúng ta nên làm gì, ra thời hạn cho anh ta dọn đi sao? Ngô Bình, nếu anh ta nói lý như vậy thì mọi chuyện cũng dễ rồi, nhường cho anh ta cũng không sao. Nhưng trước đó, tôi muốn gặp anh ta một lần. Tần Cự Phong nói, Mộc Thiên Hầu nói, nếu sư huynh có thời gian thì tối nay anh ta đãi tiệc ở Quân Tử Lâu. Ngô Bình suy nghĩ một lúc rồi nó, cậu đáp lại anh ta một câu, tôi sẽ đến hẹn đúng giờ. Tần Cự Phong gật đầu, được, tôi gọi điện thoại cho Tổng quản Hầu Phủ. Gọi điện thoại xong, anh ta cười nói, cậu Ngô, tôi đã hẹn với bên kia 7 giờ tối nay, gặp mặt tại Quân Tử Lâu. Mấy hôm nay Ngô Bình không ở tỉnh, nên cũng không biết Quân Tử Lâu là nơi nào nên hỏi, cậu có biết Quân Tử Lâu ở đâu không? Tần Cự Phong nói, biết, là một trong 9 lâu ở Đại Hạ hiện nay. Ngô Bình, 9 lâu. Tần Cự Phong giải thích, thời gian gần đây, Đại Hạ đột nhiên xuất hiện 9 nhà hàng, nguyên liệu nấu ăn trong đó đều đến từ tiên giới, cũng chỉ chiêu đãi cho người tu hành. Vì vậy chẳng mấy chốc mà danh tiếng 9 nơi này đã truyền đi khắp nơi, phần lớn các tu sĩ đều biết. Trong đó, nhà hàng ở Giang Nam có tên là Giang Tan Quân Tử Lâu, tu sĩ bình thường đều gọi là Quân Tử Lâu. Ngô Bình nghe xong bất giác cũng hứng thú, thầm nghĩ tối nay phải đi xem đồ ăn thức uống ở đó thử. Lúc này sắc trời đã tối, nhìn đồng hồ đã hơn 6 giờ, Ngô Bình chào hỏi với mọi người một tiếng rồi dẫn theo Tần Cự Phong đến Quân Tử Lâu. Quân Tử Lâu nằm trên một ngọn núi, cách xa thành thị náo nhiệt, người bình thường muốn đến đây phải lái xe từ thành phố đi hơn một tiếng đồng hồ, hơn nữa dọc đường cũng nguy hiểm. Đương nhiên, nếu là người tu hành thì hoàn toàn không cần lo lắng lộ trình này. Lúc này, trước một căn nhà với kiến trúc cổ điển rộng lớn nằm giữa sườn núi, Ngô Bình và Tần Cự Phong xuất hiện. Bọn họ nhìn thấy một cánh cửa theo phong cách cổ đại, trước cửa là một khoảng trống mênh mông. Kỳ lạ là khoảng đất trống này lại có mười mấy tu sĩ, bọn họ tụm năm tụm ba vây quanh nói chuyện, thi. Thoảng lại khẽ bật cười. Mấy người này đang làm gì vậy? Ngô Bình hỏi. Tần Cự Phong, sư huynh, khi vào Quân Tử Lâu sẽ được Quân Tử Lâu tặng Quân Tử Lệnh Kiếm, không hẹn trước thì chỉ có thể ngồi đợi, bởi vì cùng một lúc thì Quân Tử Lâu chỉ có thể tiếp đãi nhiều nhất là 100 người, mấy người này đều đang lấy số xếp hàng. Vì vậy, Quân Tử Lệnh Kiếm kia chính là biểu tượng chứng minh thân phận. Người bình thường không thể lấy được, chỉ có thể ngoan ngoãn xếp hàng. Ngô Bình cười nói, vì một bữa cơm mà đáng để nhiều người tu hành đứng đợi khô cả người ở đây sao?
Có thể đến được quân tử lâu thì không phải mấy kẻ lông bông, những tu sĩ này đều nguyện ý đến đây nâng cao thân phận bản thân, kết bạn khắp thiên hạ. Tần Cự Phong giải thích. Hai người đi thẳng về phía cửa, đến trước cửa, tu sĩ mặc đồ đen đứng hai bên lập tức hỏi, hai người có quân tử lệnh kiếm không? Ngô Bình nói, không có. Chúng tôi đến theo hẹn. Không ngờ tu sĩ áo đen lại lắc đầu, xin lỗi, cho dù được hẹn thì cũng phải có quân tử lệnh kiếm, hoặc ra sau xếp hàng. Ngô Bình cảm thấy quái lạ, lạnh nhạt hỏi mới có thể lấy được lệnh kiếm quân tử. Tu sĩ đồ đen cười nói, lệnh kiếm đều do Cửu Lâu tặng, nếu cậu không có thì vẫn chưa được đưa đến. Đây rõ ràng là lời nói khách sáo, chưa được đưa đến dĩ nhiên không được Cửu Lâu xem trọng. Ngô Bình cũng không khó chịu, cậu hỏi, chỉ có cách này mới có thể lấy được lệnh kiếm sao? Tu sĩ đồ đen nở một nụ cười khó đoán, chỉ vào đỉnh núi đối diện nói, ngọn núi đó là nơi ở của chủ nhân tòa nhà của chúng ta. Nếu cậu có thể phá được trận pháp bảo vệ núi, bây giờ cậu có thể có được một lệnh kiếm chí tôn. Ngô Bình nhìn thoáng qua, chỉ thấy ngọn núi được bảo vệ bởi một lớp năng lượng màu tím đậm, là một trận pháp cực kỳ mạnh, muốn phá vỡ nó thì phải có tu vi tối thiểu là thần thông đỉnh cao, thậm chí là tu vi của đạo cảnh mới có thể làm được. Ngô Bình hỏi ông ta, lệnh kiếm chí tôn mà ông nói khác với lệnh kiếm thường sao? Tu sĩ đồ đen nhướng mày, đương nhiên, chỉ có những vị khách quý nhất mới có được lệnh kiếm chí tôn thôi, không chỉ phổ biến ở Cửu Lâu, hơn nữa còn dựa vào lệnh kiếm này, người có được nó cũng không bị hạn chế. Quan trọng nhất là có được lệnh kiếm này thì có thể tiếp khách trong sân viện cao quý nhất. Tần Cự Phong cũng không ngờ lại phiền phức như thế, anh ta nói, sư huynh, đối phương cố ý làm khó chúng ta. Ngô Bình nói, có lẽ người ta nghĩ nếu chúng ta không vào được quân tử lâu thì không cần bàn bạc. Tần Cự Phong cười khổ, không ngờ đối phương còn có chiêu này. Bình thường thôi, Ngô Bình nói, chỉ có thực lực. Nhất định, người ta mới tôn trọng anh. Huyền sau đó cậu nói với tu sĩ áo đen, một khi tôi ra tay, đồ vật trên đỉnh núi rất dễ bị đánh hỏng, ông có chắc tôi có thể ra tay không? Tu sĩ đồ đen vui vẻ, cậu yên tâm, cho dù cậu một ai san bằng nó, quân tử lâu bọn tôi cũng sẽ không bắt cậu đền tiền. Các tu sĩ xung quanh đều nhìn Ngô Bình như đang di gạch dưới nhìn trò cười, vì họ biết không thể phá được trận pháp bảo vệ núi, cho dù tất cả mọi người ở đây hợp sức lại cũng không thể phá được. Thế là một tu sĩ có râu cười nhạo cậu, tôi nói này anh bạn, cậu vẫn nên xếp hàng chờ như bọn tôi, đừng rước nhục vào thân. Đúng thế đấy cậu ạ, một người phụ nữ khoảng 30 tuổi cũng khuyên Ngô Bình, trận pháp bảo vệ núi có khả năng phản công, nhưng đừng để mình bị thương. Ha ha. Khuyên cậu ta làm gì? Trên đời này có rất nhiều người không biết tự lượng sức mình, quản được. Sao? Ngô Bình mặc kệ đám người này, cậu nói, không cần đền thì được. Nói rồi cậu giơ tay cầm một thanh kiếm lên. Thanh kiếm vừa giơ lên, bướm ma thái cổ cùng nhau nhảy múa, đồng thời hư ảnh của ba thanh kiếm lớn xuất hiện sau lưng cậu. Đúng thế, cậu chỉ dùng ba kiếm trọng sơn, cộng thêm sức mạnh của bướm ma thái cổ. Dù sao trước kia cậu cũng chưa từng sử dụng. Phải xem hiệu quả đòn đầu tiên trước. Chỉ nhìn thấy một tia kiếm quang, rực rỡ như cầu vồng, thoáng chốc bay ra xa mấy ngàn mét, biến thành một luồng kiếm khí chấn động, chém mạnh về phía đỉnh núi. Sấm chớp dày đặc bao quanh kiếm khí, gió gào thét, hư không sụp đổ, vạn vật xung quanh đều im lặng. Tất cả tu sĩ đều ngạc nhiên há hốc mồm, nhìn chằm chằm kiếm khí đó. Âm! Một tiếng động lớn vang lên, hệt như hàng triệu tấn nhiên liệu nổ tung. Phóng ra năng lượng đáng sợ, tử khí dày đặc thoáng chốc bị phân tán, để lộ ra tấm chắn năng lượng trong suốt bảo vệ ngọn núi, nhưng tấm chắn năng lượng đó không thể giữ vững được một phần 10 giây đã sụp xuống. Cũng may Ngô Bình có thể thu phóng tự nhiên, đại trận vừa bị phá, cậu lập tức thu lại sức mạnh còn thừa, kiếm quang biến mất. Vẻ khinh thường của hai tu sĩ gác cổng biến mất, thay vào đó là sự kinh ngạc đến tột cùng. Một tia sáng từ trên trời rơi xuống. Một bóng người bay ra từ trong quân tử lâu, đáp thẳng vào trước mặt Ngô Bình, người đàn ông này mặc đồ trắng, nhìn qua khoảng 20 tuổi, có khí chất thư sinh. Mặt hắn tròn, mũi cao, mày kiếm, là một người đàn ông đẹp trai cổ điển. Người đàn ông đồ trắng siết chặt nắm đấm về phía Ngô Bình, cười nói tôi là chủ của quân tử lâu, Phương quân tử. Anh phá đại trận bảo vệ núi của tôi chỉ trong một nhát kiếm, theo quy tắc có thể lấy được lệnh kiếm chí tôn. Nói rồi hai tay hắn đưa một thanh kiếm nhỏ màu vàng cho Ngô Bình. Ngô Bình nhận lấy, khẽ gật đầu, ngại quá, phá vỡ đại trận của anh rồi.
Phương quân tử bật cười, chuyện nhỏ, không đáng. Sau đó hắn nhìn hai người gác cổng biến sắc, đều quỳ xuống, đồng thanh nói, xin cậu thứ tội. Ngô Bình nói, không sao, các ông chỉ làm theo quy, định thôi. Hai người thở phào, lúc này Ngô Bình đang cầm lệnh kiếm chí tôn, nếu cậu yêu cầu trừng phạt hai người, Phương quân tử chắc chắn sẽ đồng ý. Phương quân tử cười nói, vẫn chưa biết tên của anh. Ngô Bình, Phương quân tử, anh Ngô, mời. Ngô Bình gật đầu, đi đến cổng tòa nhà với Tân Cự Phong. Sau khi biết Ngô Bình muốn đến nơi hẹn, Phương quân tử đã đích thân dẫn hai người đến trước một căn nhà có sân vườn trang nhã. Có một người giúp việc mặc đồ màu xanh đứng trước cổng, mặc dù người này ăn mặc như người giúp việc nhưng khí tức đó lại là cảnh giới thần thông. Người giúp việc đồ xanh nhìn Ngô Bình, cười hỏi, là cậu Ngô à? Ngô Bình, tôi là Ngô Bình, Mộc Thiên Hầu có ở trong đó không? Người giúp việc cười nói, hầu ra nhà tôi có ở nhà, mời. Ngô Bình chắp tay với Phương quân tử, lâu chủ Phương, có thời gian sẽ đến tìm anh nói chuyện. Phương quân tử cười nói, mời anh Ngô. Ngô Bình vừa vào trong sân thì có một thanh niên tóc bạch kim nhanh chóng chạy tới, tay trái cầm một danh sách, tay phải cầm bút, hỏi, lâu chủ có muốn đăng ký không? Phương quân tử vừa xoay người đi vừa nói, có chứ, kiều tử thanh niên, Ngô Bình. Thanh niên tóc bạch kim cười nói, lại có một vị kiều tử nữa, khá đấy. Quân tử lâu chúng ta ngày càng tốt, lâu chủ này, đánh giá hắn mấy sao? Phương quân tử dừng bước, hắn ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, tạm thời cho 6 sao. Thanh niên tóc bạch kim khá ngạc nhiên, 6 sao. Phải biết là danh sách này tổng cộng chỉ có 12 kiêu tử, nhưng họ đều là kiêu tử 1 sao, kiêu tử 2 sao, chỉ có một người là kiêu tử 3 sao, nhưng lần này lại đến tận 6 sao. Phương quân tử nói, trận pháp bảo vệ núi của tôi có huyền cơ bí ẩn, tu vi của người này khó lường, có thể phá được chỉ với một nhát kiếm, thực lực của hắn vượt xa tôi. Thanh niên tóc bạch kim sửng sốt, mạnh hơn lâu chủ. Lâu chủ, anh. Phương quân tử ngắt lời, há núi này cao còn có núi cao hơn, không cần ngạc nhiên thế đâu. Hơn nữa, 6 sao chỉ là tạm thời thôi, vì tôi thật sự nhìn không thấu người này. Trong sân, Ngô Bình được mời vào phòng khách thì thấy một người đàn ông áo vàng ngồi ở giữa, hai bên ông ta đều có vài người đi theo. Ngô Bình nhìn khí chất người này siêu phàm là biết ông ta là Mộc Thiên Hầu. Bèn chắp tay lại, Ngô Bình chào Mộc Thiên Hầu. Mộc Thiên Hầu cười nói, cậu Ngô, nghe danh đã lâu, mời ngồi. Ngô Bình cũng không khách sáo ngồi xuống, Tân Cự Phong đứng bên cạnh cậu, không ngồi. Mộc Thiên Hầu cười nói, U Tân đã nói cho tôi biết chuyện núi Bạch Long rồi. Thật xin lỗi, chuyện này là do người dưới trướng làm, tôi không biết núi Bạch Long là của cậu Ngô. Ngô Bình, chuyện đã rõ, vậy thì không còn gì nữa. Mộc Thiên Hầu gật đầu, cậu Ngô nghĩ thế nào về đề nghị trước đó của tôi? Ngô Bình nói, núi Bạch Long rất lớn, hơn nữa phần mộ của tộc người Hầu gia đã được rời đến đó, không tiện động vào lần nữa. Thế này nhé, tôi sẽ chuyển nhượng lại nơi mà Hầu gia đã sử dụng cho Hầu gia. Núi Bạch Long quả thật rất lớn, nơi mà Mộc Thiên Hầu chiếm không thuộc khu vực trung tâm, lấy ra cũng không vấn đề gì. Mộc Thiên Hầu cười nói, cách này cũng ổn, vậy thì cậu ra giá đi. Dĩ nhiên Ngô Bình sẽ không khách sáo với ông ta, nói, 1 tỷ tiền tiên. 1 tỷ tiền tiên không là gì với Mộc Thiên Hầu, ông A lập tức gật đầu, được. Nói chuyện làm ăn xong, Mộc Thiên Hầu mới vào. Chủ đề chính, cười nói, tôi cũng đã nghe danh cậu Ngô đã lâu, Thái Hoàng giáo nghênh chiến hai đại đệ tử trọng tâm, một trận nổi danh, bổn hầu vô cùng ngưỡng. Mộ, Ngô Bình thầm nói tin tức của Mộc Thiên Hầu này đúng là nhanh nhạy, nói, hầu ra quá khen rồi. Đó chỉ là chút chuyện nhỏ trong nội bộ Thái Hoàng giáo mà thôi. Mộc Thiên Hầu, thần tự Hoàng Triều đang chuẩn bị đại quân, tấn công huyền U tiên giới, bây giờ chính là lúc dùng người, không biết cậu Ngô có hứng thú gia nhập vào thiên võ quân dưới trướng của bổn hầu không? Lời mời này quá đột ngột, Ngô Bình đương nhiên sẽ không dễ dàng đồng ý ngay, bèn nói, xin lỗi hầu gia, tôi đang bế quan tu luyện, sợ rằng không thể góp sức dưới trướng hầu gia được. Mộc Thiên Hầu cười nói, mấy năm nay huyền U tiên giới làm điều ngang ngược, huyền U tiêu triều đã nhiều lần cử đại quân đến tấn công vô tự tiên giới, khiến thương vong số lượng lớn. Theo tôi biết, dã tâm của huyền U tiên giới rất lớn, mục tiêu tiếp theo bọn họ. Muốn tấn công chính là chân hoàng tiên giới các cậu. Ngô Bình nói, chuyện này tôi cũng không biết, nhưng sau khi quay về nhất định sẽ báo với giáo chủ.
Mục Thiên Hầu, cậu Ngô là đệ tử trọng tâm của Thái Hoàng giáo, thân phận tôn quý, tương lai chắc chắn là nhân vật nòng cốt của Thái Hoàng giáo. Những quyết sách đối ngoại cậu cũng nên tham dự. Ngô Bình nói, những chuyện lớn đương nhiên sẽ do cơ quan chủ chốt quyết định, tôi thân là đệ tử có thể làm được chính là cố gắng tu luyện, những lúc Thái Hoàng giáo cần thì có thể đứng ra, góp một phần của mình vào. Mục Thiên Hầu cười nị ậu Ngô là người thông minh, lần đầu gặp mặt, đây là chút tâm ý nhỏ, không có gì to tát. Một tùy tùng cầm theo một cái hộp đi tới, trong hộp có một cái lọ nhỏ, Ngô Bình không cần mở ra cũng ngửi được bên trong có một viên đan dược, hơn nữa còn là đan dược có phẩm chất rất cao. Vô công không hưởng lộc, cậu và Mục Thiên Hầu lần đầu gặp mặt, đương nhiên không tiện nhận đồ của người khác, lập tức nói cảm ơn Hầu gia, nhưng bản thân tôi là thầy luyện đan, trên người không thiếu nhất là đan dược này nên giữ lại cho người cần dùng đi vậy. Anh đây là không nể mặt Hầu gia sao? Đột nhiên, bên cạnh có một người trẻ tuổi đi ra, tuổi tác có vẻ nhỏ hơn Ngô Bình một chút, mặc áo dài vàng, tay cầm quạt giấy, dáng vẻ nhẹ nhàng. Ngô Bình nhìn ra người này có lẽ là khách do Mộc Thiên Hầu mời đến, chỉ là lúc trước không xuất hiện, bây giờ mới đột nhiên nhảy ra chỉ trích cậu mà thôi. Cậu bất giác buồn cười, nói quả thực tôi không dùng đến đan dược, nhận lấy thực sự rất lãng phí, sao có thể không nể mặt Hầu gia được chứ? Người này nhìn Ngô Bình nói, Hầu gia tặng cậu quà gặp mặt, đó là nể mặt anh đấy, hiểu không? Thấy dáng vẻ cao cao tại thượng của đối phương, Ngô Bình rất khó chịu, cậu lập tức không khách sáo nữa, lạnh nhạt nói, anh thì được xem là thứ gì mà dám ở đây châm ngòi thị phi. Người đàn ông áo vàng tức giận, to gan, anh có biết tôi đây là ai không? Thấy hai người nổi nóng, Mục Thiên Hầu vội nói, hai người đều là thiên kiêu hiếm có trên đời. Đừng vì chút chuyện nhỏ mà gây mất hòa khí. Cất đan dược đi, rồi để cậu Ngô chọn một phần quà phù hợp. Ngô Bình đang định nói không cần thì người đàn ông áo vàng hừ lạnh một tiếng, anh ta nói bản thân mình là thầy luyện đan, tôi không tin. Thầy luyện đan trẻ tuổi như vậy, cả đời này tôi cũng chưa từng gặp. Ngô Bình, vậy chứng tỏ vòng xã giao của cậu chỉ toàn phế vật rồi. Người đàn ông áo vàng tức giận, tên kia, anh nhất định phải chọc giận tôi sao? Ngô Bình cười khinh, anh tự đề cao mình quá rồi, loại như anh, tôi nhìn đã không thuận mắt rồi. Người đàn ông áo vàng như muốn nổi giận, nhưng đột nhiên lại kiềm chế xuống, lạnh lùng nói, không phải anh nói mình biết luyện đan sao? Vậy thì luyện chế đan dược mà Hầu gia tặng đi. Ngô Bình nhìn nam tu áo vàng như nhìn kẻ ngốc vậy, anh bảo tôi luyện đan thì tôi phải luyện đan sao? Anh là thá gì chứ? Người đàn ông áo vàng lại không hề tức giận, lạnh nhạt nói, thế nào? Sợ lộ nên không dám sao? Ngô Bình nhíu mày, phép khích tướng không có tác dụng với tôi. Nhưng tôi có thể để anh mở rộng tâm mắt, chỉ là tôi muốn hỏi cho rõ, nếu tôi có thể luyện ra đan dược này, thì anh làm thế nào? Người đàn ông áo vàng thản nhiên nói, anh nói sao thì làm vậy. Sở dĩ người đàn ông áo vàng tự tin như vậy là vì biết lai lịch của đan dược này, đó là đan dược cực phẩm cấp 12 do thầy luyện đan đỉnh cao nhất của thần tự Hoàng Triều luyện chế ra. Đan dược như vậy, không phải có tiền là có thể mua được, cũng không phải thầy luyện đan nào cũng có thể luyện chế ra được. Nếu Ngô Bình thật sự có thể luyện chế ra được đan dược như vậy thì đã sớm nổi danh khắp thiên hạ rồi, anh ta không thể không biết. Ngô Bình, vậy tôi không khách khí nữa. Nếu tôi không luyện ra được loại đan dược này hoặc phẩm chất đan dược thấp hơn đan này thì xem như tôi thua. Nếu tôi thua thì mặc anh xử lý. Tương tự. Nếu tôi luyện chế được loại tương tự hoặc phẩm chất cao hơn loại đan dược này thì anh sẽ do tôi thỏa ý xử lý. Được, người đàn ông áo vàng thoải mái đồng ý, anh ta căn bản không tin Ngô Bình có thể luyện chế ra được đan dược có cấp bậc cao như vậy. Ngô Bình, nếu chúng ta đã có cuộc đánh cược này rồi thì không ngại nói thân phận và tên của anh chứ. Người đàn ông áo vàng bình tĩnh nói, vạn kiếm tiên giới, xếp thứ 9 trên kiếm bảng, Lư Vân Khêu. Ngô Bình từng nghe sư tôn có nhắc đến kiếm bảng, đó là bảng xếp hạng các tu sĩ thanh niên của tiên giới, người có thể có mặt trong danh sách đều là những người mạnh nhất vạn giới tiên giới. Lư Vân Khai này có thể lên được hạng 9, có thể thấy anh ta cũng là một kiếm tu mạnh mẽ. Lúc này, trong đầu Ngô Bình vang lên âm thanh của mèo đen, cậu Ngô, trên người người này có một món chí bảo, nằm trong vật chứa đổ bên eo anh tai. Ngô Bình rất tò mò, hỏi chí bảo gì? Mèo đen, thứ đó đang ngủ mê, nhưng theo tôi thấy, ít nhất nó cũng có cấp bậc đại thiên cấm kỵ. Ngô Bình giật mình, lập tức nói, anh xếp thứ 9 trên kiếm bảng, chắc chắn gia thế bất phàm.
Lát nữa nếu anh thua thì phải giao toàn bộ mọi thứ trên người ra. Lư Vân Khai nhíu mày, trên người anh ta có không ít đồ tốt, thân là đệ nhất thiên kiêu của Cửu Dương Kiếm Tông, ba phần tài nguyên của Kiếm Tông đều nằm trên người anh ta. Đương nhiên, thân phận anh ta không đơn giản, tông chủ hiện tại chính là ông nội của anh ta. Nếu không có gì bất ngờ, thì tương lai anh ta chính là tông chủ của Cửu Dương Kiếm Tông. Anh không có khả năng thắng nên điều kiện cứ tùy ý đưa ra. Nhưng nếu anh thua thì phải cắt lưỡi và nửa gương mặt mình, phế bỏ tu vi. Mắt thấy điều kiện đối phương đưa ra tàn độc như vậy, Ngô Bình bất giác cũng nhíu mày, ngay cả Mộc Thiên Hầu cũng cảm thấy như vậy không thích hợp, lập tức nói, cậu Lư, hai người lần đầu gặp mặt, tôi thấy không cần đến mức như vậy, có gì cứ từ từ nói. Ngô Bình nói, hầu gia không cần lo lắng, tôi chắc chắn sẽ không thua, cứ theo điều kiện của anh ta đi. Nói rồi, cậu lấy lò luyện đan ra, sau đó lấy cái lọ kia, mở ra đổ ra một viên đan dược này có màu trắng ngọc, xung quanh có phù văn bốn màu lượn lờ, mỗi một phù văn mang theo hiệu quả của một loại đan dược. Nhìn thấy đan dược này, Ngô Bình liếc nhìn, nói, đan này tên là Bát Môn Kim Thủy Đan. Vừa nãy anh nói, đây là đan dược cực phẩm, xem ra anh là người ngoài ngành rồi. Đan này thuộc đan dược thượng phẩm, hơn nữa hiệu quả bát môn của nó chỉ phát huy được một nửa, vì vậy anh chỉ có thể nhìn thấy được bốn phù văn. Nghe thấy Ngô Bình nói như vậy, Mộc Thiên Hầu sáng cả mắt, nói cậu Ngô nói không sai, đan này luyện chế cực kỳ khó, thầy luyện đan hoàng gia cũng chỉ có thể luyện ra được tứ môn kim thủy đan thượng phẩm này. Tuy hiệu quả chỉ được một phần mười bát môn kim thủy đan, nhưng đã rất quý rồi. Sau đó ông ta nhìn Ngô Bình chằm chằm, cậu Ngô, đan này, cậu thực sự luyện chế được sao? Ngô Bình cười nói, trùng hợp thật, nhưng đan dược khác tôi luyện chế đều bình thường, chỉ có bát môn kim, thủy này là luyện không tệ thôi. Hầu gia, xin hầu gia hãy cho người chuẩn bị dược liệu đi. Hai mắt Mộc Thiên Hầu phát sáng, vì bát môn kim thủy đan hoàn chỉnh có 8 tác dụng thần kỳ, hơn nữa 8 tác dụng thần kỳ sẽ sinh ra phản ứng dây chuyền, từ đó nâng cao toàn diện tư chất thể chất, khả năng lĩnh hội của một người, thậm chí thay đổi số mệnh và vận khí của một người. Thế nên bát môn kim thủy đan này từng được cho là không thể luyện chế, mà nó cũng luôn tồn tại trong công thức thuốc. Người chế ra bát môn kim thủy đan nghe nói đã luyện chế một lò, có người uống một viên thuốc, chỉ dòng mấy tháng liên đã vực dậy, về sau trở thành thiên tài một thế hệ. Nhưng tiếc là người bí ẩn luyện chế bát môn kim thủy đan đã biến mất từ đó đến nay cũng không có bát môn kim thủy đan nào được luyện chế ra nữa. Có người cho rằng đan dược này đủ để thay đổi số mệnh của một tông môn, giáo phái, thế nên nói, nếu cậu Ngô có thể luyện chế được bát môn kim thủy đan, Hoàng Triều Thần tự sẵn lòng cho anh nhận chức thầy luyện đan hoàng gia nhất phẩm. Ngô Bình mỉm cười, cậu không mấy hứng thú với thân phận thầy luyện đan sư hoàng gia, nhưng cũng không từ chối. Hơn nữa, cậu cũng không có khả năng luyện chế ra bát môn kim thủy đan thật sự trước mặt những người này. Cậu cười nói, hầu gia, luyện chế bát môn kim thủy đan rất khó, tôi không thể luyện chế ra 8 dược hiệu hoàn chỉnh. Nhưng 5-6 loại thì không thành vấn đề. Mộc Thiên Hầu vui mừng khôn xiết, anh ta đã rất hài lòng với 5-6 loại, lập tức nói cậu Ngô đợi một lát, dược liệu cần thiết lập tức được chuyển đến. Mộc Thiên Hầu biết chuyện này rất quan trọng, một khi Ngô Bình luyện chế ra 5 loại thật, thậm chí 6 loại bát môn kim thủy đan tác dụng thần kỳ, nhất định sẽ gây chấn động cả Hoàng Triều Thần Tự. Mộc Thiên Hầu phái người thân cận của mình đi lấy dược dù sao cũng phải mất một khoảng thời gian. Nên Ngô Bình và Lữ Vân Khai đều ngồi xuống, trong khoảng thời gian này Mộc Thiên Hầu rời đi một lát. Trong lúc chờ dược liệu, lại có thêm hai người nữa đến, đây là hai người phụ nữ trông rất giống nhau, Ngô Bình vừa nhìn đã nhận ra, trong đó có một người phụ nữ giả danh Tsukishi Sakura, Liễu Nghi. Liễu Nghi cũng nhìn Ngô Bình, cô ta đi tới trước mặt Ngô Bình, cười nói, cậu Ngô, không ngờ chúng ta lại gặp lại sớm như vậy, chúng ta có duyên thật. Ngô Bình nhìn Tsukishi Sakura bên cạnh cô ta, Tsukishi Sakura cũng bình tĩnh nhìn cậu. Vị này mới là Tsukishi Sakura thật, tôi không đoán nhầm chứ, cậu cười hỏi. Liễu Mi bật cười, đúng thế, cô ấy mới là Tsukishi Sakura, tôi là chị em tốt của cô ấy, Liễu Mi. Ngô Bình, cô Liễu, hân hạnh được gặp. Liễu Mi nhìn xung quanh hỏi, Mộc Thiên Hầu không có ở đây à? Ngô Bình, ra ngoài rồi. Lát nữa sẽ về, hai cô tìm Mộc Thiên Hầu có việc à? Liễu Nghi, trước đó bọn tôi đã đến hỏi thăm hầu gia, lần này đến là để hỏi về chuyện bát môn kim thủy đan.
Chúng tôi hy vọng có thể mua được hai viên bát môn kim thủy đan thông qua quan hệ của hầu gia. Dung mạo của hai người phụ nữ này tuyệt thế, hai mắt Lữ Vân Khai phát sáng, lúc này mới nói, hai cô gái, người họ Ngô này nói cậu ta có thể luyện chế được bát môn kim thủy đan, chỉ bằng các cô tìm cậu ta, không cần tìm hầu gia đâu. Mắt Liễu Mi sáng rực, Tsukishi Sakura cũng lộ ra vẻ không thể tin được. Cậu Ngô, anh có thể luyện chế được bát môn kim thủy đan thật sao? Lát nữa tôi thử xem, hẳn là có thể, Ngô Bình nói, mặc dù không phải là bát môn kim thủy đan hoàn chỉnh, nhưng chắc chắn mạnh hơn đan dược thầy luyện đan hoàng gia. Liễu Mi mừng rỡ, cậu Ngô, vậy anh có thể bán cho bọn tôi hai viên không? Ngô Bình ngẫm nghĩ, cậu có ấn tượng khá tốt với Liễu Mi, nói, lát nữa tôi có thể cho cô một viên, dù sao dược liệu đều là do hầu gia cung cấp, tôi cũng có thể được chia hai viên đan dược luyện chế ra. Trong trí nhớ của cậu, dược liệu dùng trong bát môn kim thủy đan rất quý giá, ngay cả cậu cũng khó khăn lắm mới tìm được chúng, cho nên vừa rồi khi Mộc Thiên Hầu rời đi, cậu đã yêu cầu ba phần dược liệu. Mộc Thiên Hầu cũng đồng ý với cậu, chỉ cần cậu có thể luyện chế một lò bát môn kim thủy đan, ba phần dược liệu đều thuộc về cậu. Tsukishi Sakura chỉ gật đầu với Ngô Bình, không nói gì thêm, nhưng Liễu Mi lại cố ý ngồi xuống bên cạnh Ngô Bình bắt chuyện với cậu. Lữ Vân Khai ngồi bên cạnh Tsukishi Sakura, tự giới thiệu bản thân. Nghe nói anh ta là thiên tài đứng thứ 9 bảng xếp hạng kiếm thuật, Tsukishi Sakura không khỏi khâm phục anh ta, nói, nghe nói rất khó để vào được bảng xếp hạng kiếm thuật. Hơn 300 năm trước, Thiên Trần bọn tôi đã có một thiên tài kiếm đạo, được xem là niềm hy vọng về tương lai của Thiên Trần giáo. Thế nhưng khi đến vạn kiếm tiên giới, sau hàng loạt trận chiến cam go, người đó chỉ giành được vị trí thứ 170 ư trong bảng xếp hạng kiếm thuật, chuyện này như một đòn giáng mạnh vào anh ta. Sau đó, một người thách đấu với anh ta rồi bị chém đầu trên đài đấu kiếm. Lữ Vân Khai rất đắc ý nói, bảng xếp hạng kiếm thuật chỉ có 300 người đứng đầu, anh ta được xếp thứ 174 cũng không tệ. Nhưng so với bảng xếp hạng kiếm thuật, vinh dự cao nhất với những người tu kiếm chúng ta là được vào kiếm đường chí tôn, trở thành đệ tử truyền kỳ. Tsukishi Sakura nói, nghe nói đệ tử truyền nhiều của kiếm đường chí tôn không nhiều, tối đa là 3 người. Nếu nhiều hơn 3 người, kẻ yếu trong đó sẽ bị tước bỏ danh hiệu truyền kỳ. Lữ Vân Khai gật đầu, đúng vậy. Bình thường, những người trở thành đệ tử truyền kỳ đều là người đứng đầu trong bảng xếp hạng kiếm thuật, nhưng người đứng đầu trong bảng xếp hạng kiếm thuật chưa chắc đã trở thành đệ tử truyền kỳ. Nói đến đây, anh ta hơi mê mẩn, nhưng 300 năm trở lại đây, vị trí đệ tử truyền kỳ vẫn luôn để trống. Tsukishi Sakura, anh Lữ chắc là đệ tử xuất sắc nhỉ? Lữ Vân Khai ho khan nói, đệ tử xuất sắc chia làm 3 cấp, tôi là xuất sắc cấp 2. Những người có thể trở thành xuất sắc cấp 1 đều là 5 người đứng đầu trong bảng xếp hạng kiếm thuật những năm qua. Nghe họ nói chuyện, nhưng tâm tư Liễu Mi lại tập trung vào Ngô Bình, cô ta cười nói, cậu Ngô biết kiếm đường chí tôn không? Ngô Bình gật đầu, từng nghe nói, đợi có thời gian, tôi cũng muốn đến đó một chuyến. Lữ Vân Khai nói, kiếm đường chí tôn không phải là nơi ai cũng có thể vào. Ngô Bình, có lẽ người khác không được nhưng tôi chắc chắn được vào. Lữ Vân Khai cười nhạo, lời này của anh có hơi tự đại rồi đấy. Ngô Bình lấy một lá phù ngọc hình kiếm ra, nói, biết nó là gì không? Chiếc bùa ngọc hình kiếm này là từ công tặng cho cậu sau khi Ngô Bình lĩnh hội được truyền thừa vách kiếm, nói là cầm chiếc bùa ngọc này có thể trở thành đệ tử xuất sắc của kiếm đường chí tôn. Nhìn thấy lá bùa ngọc hình kiếm, Lữ Vân Khai đứng phát dậy. Nghiêm giọng nói, tín vật của đệ tử xuất sắc cấp 1, anh lấy trộm ở đâu đấy? Trộm, Ngô Bình nhíu mày, chú ý cách dùng từ của anh. Đây là đồ tôi có được sau khi lĩnh hội truyền thừa vách kiếm. Lữ Vân Khai sửng sốt, truyền thừa vách kiếm. Ngô Bình, vách kiếm là do một người sáng lập kiếm đường chí tôn để lại, trước giờ chưa có thể hiểu hết được nó. Tôi thật may mắn khi nhận ra được ý nghĩa thực sự ở trên đớ. Không thể nào. Lữ Vân Khai như bị kích thích hét lên, thanh âm hơi chói tai. Người khác không biết, nhưng anh ta biết rất rõ. Ba người sáng lập kiếm đường chí tôn là những người cực kỳ xuất chúng, mà người để lại vách kiếm là người mạnh nhất trong vạn kiếm tiên giới. Cũng là người có địa vị cao nhất ở kiếm đường chí tôn, lĩnh hội được truyền thừa của ông ta là đã trở thành đệ tử chân truyền của ông ta rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 203.